Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Có gì thế này? Ủa, có gì thế này? Cái này nó hay vậy? Cái này là cái gì nó hay vậy? Oh, oh, oh. Có ai kia? Có ai kia? Ủa? Không ai gì hết đó. Cái gì đó? Có đứa đông chót hả? Đầu trúc hả? Ồ, có đứa đông chót hả? Ồ, ồ, ồ. Wow, ông nhà lên bắt cóc của tôm hả? Đâu, ông có bắt cóc. Ông đi phát quà tiếp đây. Ở chơi vui vẻ nha. Chú Sơn. Chú Sơn là chú nào? Ngồi xuống đi ông. Ông không có ngồi được. I can't sit in here. I don't know how to sit. Ủa? Ngồi đó hả? Ngồi đó hả? Wow, wow. Nước quà hả? Ồ, ở đó hả? Ồ. Vứt đi.
Ho 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 ho. Hoa gì hoa gì, hào hoa gì. Ông hôm nay là tự nhiên ông đến đây mà không có món quà gì hết trơn á. Hôm nay chả biết được là tại sao mà biến mẹ nó xuống đây luôn. Đéo hiểu sao mình lại tự nhiên biến về đây nhở? Ở đây là phòng của thằng chó nào nhở? Ở đây là thằng chó nào đây? Ôi, tôi nhớ ông mới lại. Cái gì tôi nhớ ông mới lại là cái gì? Bật nhạc nhó đi mà ông già hôm nay. Ủa, tao có bật nhạc kéo đâu? Ồ, nhầm, quên. Ông không có bật nhạc nha. Ồ, chúc ông già hôm nay. Cảm ơn nha. Ủa, 30 sao hả? Ôi trời ơi, cho sao để ông bay lên trời luôn hả? Cho sao để ông bay lên trời luôn hả? Ôi trời ơi, xuống chưa gửi được cái món quà nào mà đã thấy là gửi. Rồi, bảo ông đuổi cút đi rồi. Ôi là trời, này thấy chết luôn á. Cái gì? Chú nào? Chú nào? Con cúng táo quần sớm hả? Ôi trời ơi, tháng nữa mới có táo quần luôn á trời. Nghe nói là táo quần năm này là không có bắt đầu đâu. Chắc là bắt đầu sẽ chuyển sang người khác hoặc là nó không có luôn. Nhạc lớn mà, ủa làm gì có nhạc mà lớn. Ủa tao có bật nhạc đâu? À có nhầm. Là ông là ông chuẩn bị lại rồi nha. Cứ lấy đồ ra bởi đồ đó vậy anh. À đủ. Ai đó? Ủa ai đó? Chào Trần Trục nha. Chào Loan nha. Oh my god. Đứa nào mà vào đây là auto có người yêu nhờ. Đi cầm mở ông. Ủa mắc gì mà chửi ông? Ông ấy chửi lại mày bây giờ. Mày có cần được thật không? Mày chửi được thật luôn. Ông được thật vào mặt mày luôn á. Rồi mày thử lại đây xem. Sao ông bơ con? Ôi gọi ai biết mày nói gì bơ? Ông làm cho con hết đau răng được không ông? Có, ông có thể làm được nha. Con bây giờ con lấy một viên gạch xong con đập luôn vào mồm con nha. Ồ kiểu gì con cũng hết đau răng luôn. Ồ kệ vì nó rụng hết răng rồi. Ok. Trời ai dám bơ con? Bơ con thì ông lấy đâu ra người xem? Ai nữa nhở? Chia sẻ cho thầy đi. À nhầm, chia sẻ cho ông đi. Nhầm. Con đập ngược lại nha. Ủa ai đập ở đâu? Mày đập ở đâu hoặc hả? Mày đập ở đâu? Mình định đập ở đâu? Em có sao với ai đi nữa. Ông hôm nay là ông tự nhiên bay xuống đây mà không có một sự chuẩn bị gì hết trơn á. Không có đi cọc hả ông? Để ông phải bật đi cọc lên coi. Bật đi cọc là cái gì? Ủa đít cọc là cái gì? Đít cọc hay lắm hả? Ông là ông không muốn có những cái gọi là nó khó khăn ở đây đâu. Ông chả hiểu gì đâu. Mà ông có hiểu thì cũng thế thôi. Giờ cái này vương víu quá thể. Rồi. Để mở đít cọt. Mở đít cọt hả? Đít cọt hả? Lên đây tấu hài hả? Lên đây tấu hài hả? Ông là ông không? Ông biết đeo tai nghe không? Ông có đeo tai nghe đâu. Ở đây là kiểu cái ấy đấy chứ. Đâu, đây không phải tai nghe. Sao sẽ nói tai nghe? Ủa? À không. Ông thấy nó hay hay là ông đeo lên tai chứ ông biết gì đâu. Ủa? Ê đù. Đi mẹ bọn này cứ nhắn tin nhỉ.
Sao ông đeo vô đít hả? Đeo vô đít hả? Được rồi, để đeo vô đít nha. Đeo vô đít cho mày vui nha. Mẹ, bắt bắt đeo vào lỗ đít mẹ mày. Đeo lỗ đít nha. Đít mẹ ăn tí thích quần. Rồi được không? Được không? Hôm nay nhìn kính mà nè. Này, rồi mình ngửi luôn đi xem nó có kinh không? Xem nó có thơm không? À, nó thơm lắm trời ơi, đợt, đợt phát địt mẹ mày thơm khắp phòng luôn. Đợt một cái thôi là thơm khắp phòng luôn. Trời ơi thề giải tán đám đông hơi bị ghê luôn á trời. Hôm nay nhìn tinh kinh quá. Nhìn kinh có được không? Kinh lắm không? Nội chú hôm nay cháu không xem là được. Không sao nhờ, không sao nhờ. Ok, và chat với chú như vậy là chứ vui rồi. Deadpool chuẩn bị có mặt ở MCU rồi. Bánh quăng thật sự. Ồ, Deadpool có hả? Ồ, cái thằng siêu anh hùng mà nó nhây nhây đó hả? Ồ, nó nhây nhây đó hả? Ồ, được đấy. Deadpool mẹ thề mề. Mình thích nhất Deadpool luôn. À, thứ nhất là Iron, xong đến Deadpool, xong đến người nhện. Tại vì người nhện nó trẻ con đó. Còn Deadpool mẹ auto hay kìa thề luôn, cái nó chửi tục cũng hay luôn đấy. Lịch cái gì dài quá. Cố gắng nhá, cố gắng nhá Đặng Sơn, cứ học thật giỏi chú thưởng nhá. Ok bye bye, nhai dâu đi chú. Ta đang nhai đây này. Ủa giờ nó ngứa mồm thấy mẹ luôn. Sao nay cái gì nhìn cũng tởm vậy, thế đừng nhìn nữa. chú đâu có bắt mình phải nhìn đâu, đừng nhìn nữa thật. Mình nhắm mắt rồi mình đi ngủ đi thật, mình sẽ đỡ bị gọi là bị tẩm kiểu thế. Nhai quần đi chú. Ủa quần tao đang mặc xong rồi bắt đầu nhai thế thì đang mặc lại còn bắt 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 nhai quần thì rồi lấy cái gì mặc, lấy cái gì mặc trời má má khóc ỉa. Eo chơi con ánh này khóc ỉa. Mọi người đừng chơi con ánh. Eo ơi đừng có chơi con ánh nha. Cởi ra rồi nha, rồi tao mặc cái gì? Mặc quần xịp hả? Ê, mặc quần xịp hả? Ăn đồ. Không thể tin được sao lại có những cái đứa mà nó dám mẹ mày mặc quần xịp. Mày thích nhìn cái quần xịp lắm hả? Để tao nhét vào mồm mình nhá. Tổng quá gì chát đi đâu mà kinh. Thì đó mà kinh bình thường. Em xem cái mũ của mình nó lắc lư coi. Ế ế ế đâu nhỉ? Đấy, thế này nó gọi là lông này. Để cho lên coi. À, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Ấy nhưng mà này mình đéo nhìn nó bộn đồ. Em có xài với ai đi nữa? Con thì ông lấy đâu rằng để đến chia sẻ cho thầy đi, à chia sẻ cho ông đi, chia sẻ cho ông đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi. À, nhưng mà chia sẻ cái gì? Em có xài với ai đi nữa? Sâu coi sâu cái gì, sâu phòng á. Ôi nhưng mà cái cam nè thực ra cái cam nè nó gắn chết mẹ vào cái màn hình rồi, nó không có sâu, không có mở ra được, cởi ra để sâu được mà phòng chú bừa bộn lắm, không có sâu được như vậy đâu, phòng nó bừa lắm. Eo ơi chỗ này là chỗ sạch đẹp nhất mà chú chọn luôn ấy, cởi đồ lên vuốt một nhưng mọi người chẳng vuốt luôn nên làm sao. Hô. Em có xài với ai đi nữa? Sâu coi. Nhưng mà không sâu được tại vì kiểu nó chết vào màn hình đấy, làm sao mà sâu được? Nó chết vào màn hình rồi. Được không? Thôi lúc khác rồi chú sâu nhá. Nếu mà chẳng hạn mà ánh kiểu thức dậy vào ban sáng vào Discord
xong rồi sẽ thấy chú và mấy đứa nó chơi game với nhau và tán phét với nhau, thì lúc đấy là con sẽ được sâu các thứ luôn. Ô nhiều thứ phải sâu lắm thề. Ồ, sáng mấy giờ chạy chú? Tầm 8 giờ gì đấy. Tầm 8 giờ gì đấy, chúng nó hay gọi nhau mà. Cứ vào Discord đấy. Có Hưng này, có Mai có không? Không biết được. Chúng nó chơi với nhau chú phải đi làm mà. À ờ nhầm, ông phải đi làm mà. Ông phải đi làm. Xong rồi nói chung là thường thì là sáng khi nào mà nghỉ ấy, chủ nhật á. Chủ nhật này thì tự nhiên nó bị chủ nhật này á thì chú gọi là nào nhỉ, bị tự nhiên phải có công việc làm đột xuất ấy. Làm đột xuất ấy. Thế nên là không không vào được rồi. Định thì định đấy nhưng mà không vào được mất rồi, tại vì bận đột xuất ở trên nhà máy bắt bắt mình phải đi làm á. Nếu mà được thì chắc là chỉ nghỉ chiều thôi, không nghỉ sáng được đâu. Mấy ngày nay bị mẫn cảm quá trời, rồi sao về bị mẫn cảm thế? Lên nói chuyện với chú thì lên 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 Discord xong nói chuyện với chú để xem là bị mẫn cảm ở đâu. Rồi là cái việc đấy là gì, có gì chú tư vấn ra cho, rồi là có cái gì. Chú ở trên này là thế mà, chứ chơi game của chú chỉ là phụ thôi. Nên gọi là có cái để mà nói, có cái để mà chơi, có cái mà tiếp cận mọi người thôi. Còn còn thực ra cái việc làm chính của chú vẫn là xây dựng một cộng đồng văn minh. Chú á, chú cu ly thôi, chú cu ly thôi. Nếu mà chú là chức cao á thì mẹ chú chả phải đi, chú chả phải ấy làm gì. Cháu đi ngủ nha, mai cháu đi. Ừ thế thôi, ngủ sớm nha. Ủa mẹ mày, hôm nay mày bảo là bắn Free Fire với chú cơ mà đã đi ngủ sớm rồi, bảo bắn Free Fire cơ mà. Thế là chết rồi, thế là thất hứa rồi, không chơi với anh nữa, từ sau không chơi với anh nữa nha. Nghỉ Tết Dương nhà máy nghỉ 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Tết Dương lịch nhà máy nghỉ 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, thứ hai làm việc bình thường. Ok bây giờ chơi đi, mở Discord. Ừ chú mở Discord ở đây, chú đang ở phần Discord đấy, ở phần game Free Fire nhé. Bây giờ chơi luôn đi, không là tí nữa là mấy đứa là ấy đấy. Mở mở luôn nha, mở luôn mở luôn. Ánh Mẫn được rồi, để Hello. hello. Hôm nay các cháu thấy ông có ngầu không? Đi chú. Ơi Không nhầm. Đâu. ơi, thế ông ấy gọi ông ấy đùa chú nào, làm đéo có chú nào ở đây, chú đi ỉa rồi. Hôm qua mở livestream này không? Hả? Ông mở cái livestream bên này đi. Đang bật, đang bật. Từ từ tìm Free Fire đã, vẫn chưa tìm thấy Free Fire. Mà chú bắn Free Fire ngu lắm thề luôn á. Chú không nhanh tay được chúng nó, tại vì chú không quen ấy. Mới lại game nó bắn nó dễ. Em có sai với ai đi nữa. Mở như nào nhé. Mở nhưng mà không có tiếng đâu. Rồi mở rồi đó. Chồng như hết đó san. Ở đâu? Mẹ mày chồng nào? Chồng nào? Ông này đây lần đầu xuống thế gian để mẹ tặng quà.
tặng người yêu các thứ. Không bán bớt hả chú? Bớt gì? Cái gì? PUBG á? Nhưng mà bạn Ánh bạn chỉ chơi Free Fire thôi. Trước bạn ấy chơi PUBG á, nhưng mà bạn ấy xóa rồi hay sao á? Hello mọi người. Con đi lườn. Hello Hưng nha. Ủa, tưởng Hưng đi ngủ rồi. Anh đi lên, lên cái gì để gõ đầu bây giờ. Này nha. Từ từ để mở game. Chú ơi, gửi ID. ID là cái gì? ID phải khai. À ừ nhỉ. Anh đi phải phải như nào nhỉ? Cái này đi game. Ừ, nó cứ giới thiệu cái quần què gì ấy thề. Chú muốn đập cái máy quá. Cái đâu ích kìa chú. Thế á, đây hả? Ờ, đây rồi. Lỗi xíu. Tèo. Tèo. Ok rồi. Lâm Mẫn, chào cái gì vậy? Ủa? Ở bên Discord chưa chan hả? Lại còn sang bên này nữa. ID là cái gì? ID của chú hả? Được rồi, để chú. Chú gửi vô Discord nha. Cho dễ copy nha. Gửi đi gọi được dễ copy nhỉ. Tèo. À nhầm, Giáng sinh thì mình phải mở nhạc Giáng sinh nhé. Phải hát nhạc Giáng sinh nhé. Nhỏ. Đi giết mớ. Rồi chú gửi ID vào ấy rồi đó. Vừa mới đổi tên thành Dr. Dom. Cái này tên này của Jack đây, nó bảo này. Cái bạn Jack, bạn ấy hiện tại là bạn ấy đang chữa bệnh viêm phổi ở trong bệnh viện rồi. Harry Potter ra phần mới á chú. À biết rồi, sắp lên dạp đúng không? Sắp lên dạp đúng không? Rồi bao giờ chú xem. Chú cũng thích lắm nhưng mà phải có thời gian. Con chưa đi rạp lần nào. Chưa đi rạp lần nào hả? Lớn lên xíu nữa khác có điều kiện khác được đi mà. Quỷ gì? Chú đi rạp mấy chung đôi ba lần rồi, thậm chí có lần đi một mình nữa cơ. Rồi đánh lâu lâu chạy. Ê ôi, mấy cái đồ miễn phí này toàn theo ngày thôi, chán kinh khủng luôn, có 7 ngày không à. Ấy tí là hết. Ơ sao lại trang bị, ta trang bị cái này cơ mà. Bị này hay hơn chứ. Oh wow. Nên nè. Mảnh nè. Mảnh nè. Ủa, mảnh này là mảnh gì hay vậy? Nói chung mấy cái đồ miễn phí này chả nòm mà. Đúng là mấy cái đồ miễn phí. Nghèo thì chịu phải chết sao. Ừ. Chú. Công nhận. Nghèo thì phải chịu chết sao. Ủa sao xanh lè vậy?
Ồ, nó bị gì đấy? Nó bị gì đấy? bị xanh lè Thế ấy. á, thế á, hết chưa? Hết chưa? Mong chú thua là chị ấy. À, đồng ý kết bạn rồi ánh nha. Tại sao lại Free Fire? Tại vì hôm nay chú hứa với bạn bạn xinh gái này Free Fire rồi. Chú hứa với bạn xinh gái này rồi. Ok, Nói qua Discord đi má. Còn tắt mic ở bên Free Fire đi. Trời ơi. Chơi một ván rồi chơi Roblox đi chú. Thì chơi chú sẽ chơi Free Fire đến khi nào mà bạn ấy nghỉ? Bạn ấy nghỉ chắc tầm 10 giờ thôi, 10 giờ hơn gì đấy. Đấy thì bạn này sẽ kiểu chơi một ván đến tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ hơn gì đấy thôi, xong mới chơi Roblox. Được chưa nào? Ok nhá. Chú yên tâm, chú luôn dành thời gian và tình cảm cho tất cả mọi đứa và chú chia ra chứ tất nhiên là chú không thể dồn chung vào một hai đứa được. Được chưa? Mong chú sẽ thua chị Ánh. Thực ra là không hẳn là thua đâu, tại vì chú mới lại chị Ánh là ghép team vào với nhau mà. Ghép team với nhau và rồi chơi survival mà làm sao mà thua được. Chỉ có thắng thôi, Ánh đã bắn là chỉ có thắng thôi. Ánh giỏi lắm. Tí vào thấy thua lại cười ỉa. Tí vào thấy thua thật đấy, thấy Được cười bốn ỉa. mắt rồi. Đéo đùa. Bật mic lên Ánh rồi, Ánh xinh gái rồi. Bật mic lên mới giao tiếp được. Tí sau lên liên quân với trâu đi. Quá Chơi rất Roblox là đi, bạn rồi xin liên quân để chơi lúc khác. Liên quân chơi 2 đến thứ 5 rồi thì tha hồ lúc nào chơi được. Đúng không? Tướng solo. Không. Không có solo, solo chú cũng thua rồi. Nhưng mà chơi mình phải chơi, mình phải kết hợp chơi với nhau chứ ai lại đi solo. Solo là cái gì đấy nó buồn cười á. Chú không thích solo đâu, thích thì solo thôi nào. Anh kia vào đây solo luôn này. Mẹ mày, tao tao đang lập phòng. không mẹ ơi Không solo heo. gì chú À không, chả solo gì solo đâu, gì đâu đâu ai bảo solo gì đâu nào, chơi ghép team thôi. Đấy, thấy chưa? đi đấu thường nha em mới mất đích nên hơi cùi cay cay vậy Hello Đấu bạn thường hả? Đấu ơi thường như nào? Có đấu thường hả? Chú tưởng là xếp hạng thôi, chỉ có xếp hạng thôi chứ. level chú còn nhỏ nên xếp hạng không có được. À Anh ra phi đấu thế. thường chú hiểu không? Cũng được, đấu thường cũng Hiểu được, gọi là không? gọi là chơi game ấy mà chứ quan trọng gì đâu. Chơi game bữa trước à chú? Ông mẹ Bữa gì? Bữa gì? Bữa trước là bữa gì? Yên tâm, hôm nay sẽ có nhiều game hay. Hôm nay chú like đến tận lúc chú mà chú nghỉ cơ mà. Đó chứ chú like đến tận lúc chú nghỉ cơ mà. Nào nhanh ghép ghép tim nào. Anh. Đâu rồi? hay là mình chơi thử loại game phiêu lưu đi. Đây lưu là game gì? Thể loại game mà Chẳng biết được bây giờ chơi game phiêu lưu là game gì nhỉ? Hay là chơi hay để thứ các nếu mà để game phiêu lưu thì Minecraft hay Mini World cũng là một loại game phiêu lưu. Nhưng mà chú có mua game đấy đâu mà chơi. không phải. Lâu ghê ta. Ánh đâu rồi? Lâu ghê ta. Ở đây dốc, thấy đây rồi. Mấy này nó hoa nó đi đâu rồi chú? Hoa đâu ủa sao hỏi chú? Chú biết thế nào được? Nó bận học, nó bận này nọ lọ trai. Ủa sao Đâu chú rồi biết chú? được? Chú không thể nói được, chú không thể biết được. Mẫn ơi hóa rồi Mẫn ơi. Nào, play đi nào, Ánh ơi. Vừa rồi vẫn thấy nói chuyện ở bên TikTok mà. Chả biết nói xong rồi nó đi đâu mất rồi. Kệ nó vậy. Đây là mình làm lại. Nó chết rồi á. Sao lại nói bạn như thế? Đùa. Sao sao Mẫn lại nói bạn là nó chết rồi? Ủa, nó đai rồi. Ôi trời ơi.
cho xéo xin link Discord. Ủa mày đang ở trong Discord luôn rồi mày lại còn xin link Discord. Ủa chứ để đa nó cũng giống tình nghĩa giống nhau mà. Ơ thế à sao chú không biết nhỉ? Ôi kiến thức này bây giờ mới được tiếp thu. Có thể là bạn Minh sao bạn phải với bạn gái trước chứ như bạn Minh. Ủa à, chào lấy mấy khác tải Discord à, thế chú gửi tin nhắn nhá. Hello bạn. Mẫn Thiểu Lăng. Từ phải gửi mét cho bạn. Bạn Ánh. Ánh nè. Bé ơi. Ok. Đợi hơi lâu nha. Roblox đi xíu nữa, vội gì đâu. Gửi trong đây cũng được, mở gửi trong đây là copy nào được cái con này. Hôm nay mình sẽ làm chị Google nha. Đúng là chả hiểu gì cả. Để tí nữa khi nào mà bạn chip này bạn ấy nghỉ thì chú chơi những cái game khác nhá. Tại vì nếu mà chơi cái game này thì thực sự là mình không có người gánh, không chơi được. Thật, không người gánh không chơi được. Game dễ mà trời. Dễ kít ý. Này Mẫn này con không hiểu được là nhá. Game mà dễ thì đối với người khác cũng dễ. Khi mà đối với người khác cũng dễ rồi mà mình mới bước chân vào game chẳng hạn ấy thì là nó cũng xử mình ngay và luôn, thật sự luôn. Xử nhanh lắm. Game khó hay game dễ đều thế cả hết. Tức là cái Hai chú. Hello. Dùng máy khác hả? Dạ. Nào, chơi sớm nào, chơi sớm là không hết giờ nào. Chú còn ăn. Ủa, nhấn ấy đi. Nhấn. Nhấn bắt đầu đi má. Bây giờ là 44 này đấy. Chơi sớm, nghỉ sớm coi. Anh có phải đi học không? Chắc có chứ. Rồi nạp, mày nạp bao tiền vào rồi đấy? Hả? Sao cái con nó mặc váy như kiểu không mặc vậy? Nít cũ nạp có nhiều, nít này... Sao bộ đồ gì nhìn xấu xí vậy? Để ảnh học, để váy học sinh đi. Để váy học sinh đi. Ủa, chú thích váy học sinh vẫn thường à? Nít cũ nó mới có, cũ bay rồi. Ừ, áo thì đang học sinh mà không để váy học sinh. Đẹp này, váy này đẹp mà. Không đẹp, quá không có đẹp. Đẹp. Quá là đẹp. À, chú lại mặc đồ tỉnh. Chú còn đang định cởi chuồng đây này. Chú cứ thích là thích nhất là nhân vật nữ mà mặc nó cởi chuồng. Ok. Ok. Không được okay, à? Ủa, là... đấy chỉ là cái sở thích thôi. Ủa, không được à? Người ta chưa kịp nói mà mình đã trả lời. Không, cứ thích thế này được không? Chứ thích thế, anh kết bạn với em được không? Anh có biết chơi đâu? Ủa anh có biết chơi đâu thề, anh đang cần người gánh thấy mẹ luôn á. Rồi đã mình phải xin tiền. Xin đi chú. Ôi. Mình đang cần người gánh thấy mẹ luôn á. Chú ơi, hồi trước con chơi cái phòng chờ nó lên phút mấy lần á chú. Thế á? Đợi khá là lâu á. Nhưng từ lúc 2017-18 gì rồi. Nào bắn thử trận nào. Thề luôn mới chơi khó chơi kinh khủng luôn á. Thế này là chết rồi. Đưa coi trưởng này xem. Trời ơi, lẽ ra live hôm nay là live mà kiếm người yêu các kiểu thì chúng mày cứ gửi chú chơi game là thế nào nhở. Này nhảy đâu mày nhảy đi. Rồi có biết bắn đeo đâu mà cứ rủ quài. Chú nhảy gì? Tìm chú được không? Không không. Nhảy ở chỗ nào ít người thôi nhá. Chứ nhảy ở chỗ nhiều người á là chú giết hết chúng nó đấy. Ờ nói phét thì thôi đừng có tin.
À, chấm. Lý do chú không có người yêu là do chú non. Chú non, chú già thấy mẹ rồi, 30 mấy tuổi đầu rồi. Non là non thế nào? Rồi nhặt súng coi. Dạ. Chú đi ơi. Rồi cái bán súng này để làm cái gì không biết. Chú phải sơn súng nó mới mạnh chú biết không? Ôi trời. Mẹ. Chú không súng bắn không có mạnh. Súng lấy bắn không có mạnh luôn. Súng nó bắn yếu hồn. Phải sơn chú hiểu không? À phải sơn luôn hả? Ui, thằng nào bắn đấy, thằng nào bắn đấy? Thằng cờ hó nào bắn, ánh của tao đấy. Không bắn, không bắn. Chắc là thằng boss đúng không? Thằng boss, boss nhường chú nha. Lỡ ăn rồi chú. Ừ, chó, chó ánh. Chú thật non, lý do. Rồi, rồi, không những chú non mà chú còn chạy giống như kiểu con boss nữa cơ. Chú thật là hề hú. À, có boss nhờ. À, biết không chú? Để tự động chạy. Rồi. Rồi thấy luôn. Rồi thấy luôn. Có hồi sinh mà. Bắn như thế mà nó không chết thề luôn ấy. Là ở PUBG là nó chết rồi đấy. Ôi giời ơi. Nói thế thôi chứ cũng chả biết được. Nói thế thôi chả biết như nào. PUBG theo mình chết. Rồi lút đồ của chú đi. Đồ của chú toàn đồ xịn thôi. Ừ, có cái ba lô một không à? Được 5 mắt rồi nè mọi người. Đâu, bắn hay vậy. Rồi cúi xuống nó bắn vào đầu thì sao? Bảo là mình chơi các bạn đấy chứ thực ra mình ngồi nói chuyện chém gió là chính, như mình biết bắn cho đâu. Chủ yếu mình chơi liên quân bạn ơi. Thực ra mình chủ yếu mình chơi liên quân nếu mình không chơi game này. Để bọn nó rủ thì mình cố chơi chúng nó siêu. Tí nó chơi Roblox nha mấy đứa. Mà đứa nào mà muốn có người yêu á thì cố gắng mà chia sẻ livestream đi. Chia sẻ livestream nhiều cô. Không. Team lại còn không cần có người yêu á, ghê vậy. Không có người yêu mà dụ chứ làm quen hoài. Tí nó chơi được rồi, tí nó chơi được rồi. Rồi. Không chơi, không chơi. Rồi hay lắm. Hay lắm. Úi trời ơi. Ghê nhờ. Làm nào mà đặt cái bom nhanh vậy. Eo ôi giỏi ghê, thề luôn mình. Chơi game kinh dị. Có đứa nào bảo chơi game kinh dị nhỉ? Game kinh dị không? Chơi. Ủa mẹ, mấy con ma mà dọa được chú á, xin lỗi đi. Chú chỉ hét lên thôi. Cơm. Lúc đầu là chú là ngon đấy chú. Lúc đầu thế. Thì đã lút được cái mẹ gì đâu đùa. Mẫn ơi, phải thông cảm cho anh chứ Mẫn. Có 300 xu rồi cháu đi kiếm 100 xu cái. Nhặt được có một khẩu súng cấp. Một khẩu súng gì nhờ, khẩu súng. Ờ một khẩu súng nè. Chơi đâu Mẫn ơi. Một cái ba lô cấp 2 nè. Trời ơi, rồi lấy đâu ta mà bắn chúng nó. Bắn chúng nó thì nó lác lòi ra. À không phải lác, kiểu cái đạn nó bay buồn cười lắm. Tâm thì nó đi yên nhưng mà đạn nó bay giống như kiểu là kiểu nó đang vẽ hình rồng phượng vậy ấy. Phải sinh sống mới chứ cuộc sống sao. Ui siêu xe kìa. Chắc chưa chú sẽ chơi. Chú không chơi. Mấy con ma vớ vẩn. Không thể làm khó chú được. Chú sẽ gọi cô ra chơi. Chú sẽ gọi cô ra chơi. Chú đang gọi chơi chú. Em thiếu lưu rồi mà. Anh sẽ không chơi. Em chắn 100%. Có 300 xu. Cháu cần 300 xu nữa chú mới được xuống đây chơi. 300 xu á? Ô kìa, sao để chết thế. Cháu cần 100 xu nữa chắc còn 100 nữa mà. À đây đủ rồi. Rồi, cái 300 xu thì được cái gì đây? 400 xu đủ hồi sinh chú xuống rồi. Nè chú nhìn nha, nhìn nha. Nhìn cháu biết phép thuật okay. Nè. Phép thuật win. Uầy, uầy, cái gì đấy? Phép thuật win. Uầy, bỏ cái thạch ra. Không thấy ấy. Thế á, bỏ chưa? Chú bỏ chưa? Bỏ rồi. Chú đợi chú xuống ở chỗ này chú chết. Xuống nhỡ chú chết thêm thì sao? Mày đừng có dọa chú nha, chú chết thêm đó. Thôi
hết người rồi, thời luôn hết người đi chú. Xem đây này. Cậu ơi cho mình. Bạn có chơi Firefly đâu, bạn nói chơi cùng. Rồi mẹ lần đầu tiên được lái siêu xe mọi người ạ. Mặc dù mình cũng có siêu xe rồi nhưng mà mình bây giờ mình mới lái. Đùa. Tao thèm mà lái siêu xe nữa, ở nhà tao đầy. Này. Cái chỗ cũ này của chú tàu đi. Chú đang nhìn. Cháu. Hay mình vừa việc rồi đang lít đi. Này đó. Chú sẽ xây vừa việc vừa em lít nha. Kiểu nói thế kiểu cho nó sang ấy. Ít will be sang hơn. Nói chung là thi thoảng hỏi nói vừa tiếng Việt nửa tiếng Anh để mình tự học tiếng Anh mà. Sời, chú hàm học lắm. Ngày xưa chú học hơi bị giỏi đấy. Ôi tiếng Anh của chú biết bao phẩy không? Được có 4 phẩy. Tí nữa thì đúp. Giỏi lắm mà bây giờ đi làm cu ly. Xong bây giờ về làm cu ly. Học, thề luôn chú học cả đại học ra ấy, xong cuối cùng về vẫn làm cu ly. Chú mở công ty đi. Chú mở công ty gì nào? Công ty live stream nhá. Sao chú không có công ty bạn? Thế chứ accept my deed đi. Ủa thế accept lên chiếc xe của lên chiếc xe. Cá mới sẵn. Từ nhặt bạn coi mấy kia siêu xe vớ vẩn này. Ôi what the fuck? Đứa nào bạn ấy? Anh đúng không? Chú không thể tin được sao chú lại có một đồng đội như anh. Rồi đau trời ơi, pet còn chưa có đây. Ủa mắc gì mày chơi chú kiểu này hả? Accept my deed là đồng ý kết bạn ở bên Discord á. Thế buồn cười nhờ. Thế không cho chú chơi nữa hay gì? Chú tự sát đi. Chú bắn vào cái thùng này tự sát đi. Hình như bắn rồi quên. Cái gì? Để cho bắn sát. Đừng có hỏng mày. Đừng có. Thôi dùng cho nó nhanh mà. Thôi đi lút đồ tiếp đây. Không có thời gian đâu. Lên chiếc xe. Mà hôm nay thề chú solo không cho tạo cho ạ. Ui chú có biết chơi đâu mà bảo chú. Nào cho anh à. Chú nguyền rủa anh không có người yêu. Chú nguyền rủa anh. I hate you. Ui chọc mày chọc luôn được cái lá cờ và cái lỗ đít chú đi. Rồi mắc gì mày để vào đấy. Ất đồ. Có thằng nghe tiếng ở đâu ấy, nghe tiếng ở đâu ấy, thề có tiếng, có nghe tiếng bước chân đúng không có chú vừa nghe tiếng bước chân luôn á. Lên xe tóc chở nè, tóc chạy hơi bị rơi. Lên ai ui siêu xe đẹp vậy. Ui lần đầu nhìn thấy luôn. Rồi ui ôm được ôm đít ánh à, nhầm ôm eo ánh này. Ui xe này là cùi nhất rồi đó chú. Ủa thế à? Ôi nhìn đẹp mà. Ủa nhìn đẹp mà. Rồi lái xe như cục kích. Rồi luôn. Rồi mày đi lùi luôn đó hả? Cháu với tình nghỉ chú với tình cháu chạy. Rồi luôn. Đi gì vậy má? Ô bên này có một cái xe này. Gì đây? Yeah, chú. Này à, xin lỗi nha, này hơi bị tỉnh luôn. Nhưng mà mày cho chú ra bo hả? Cái này chú quen rồi, cái này chú dính quen rồi. Chú bắn bên Call of Duty là chú dính quen rồi. Rồi. Rồi lên sao má? Rồi lên kiểu gì? Chú bị kẹt phía dưới coi. Ở dưới vòng vòng hả? Chú bay á. Rồi cứ đi vòng vòng ấy hả? Ôi thế này là cứ đi vòng vòng rồi. Nó chết mẹ rồi. Đau. Chú đá trên nào. Đá trên nào chú nè. Rồi sao lên trời ơi. Mày giết chú đi. Thà mày giết chú như vừa rồi đi. Lại còn phi ra ngoài thế.
Tao biết rồi, tao biết chơi chúng rồi nè. Các cậu ơi, cho mình chơi cùng nha. Ừ, bạn có chơi à? Không bé ơi. Chú. Ôi. Chết kìa. Ơ, vãi, còn 7 kìa, ủa? Ơ, mình đã giết được mạng nào đâu? Đừng có cầm súng ba chạy, cầm cái cây chài á, cầm cái chài á. Cầm cái cài là cái gì? Cầm cái cài là cái gì? Chú non. À, chú à, cầm cái này hả? Cầm cái này hả? Ừ. Cầm cái này đi chậm lắm. Cầm nó chạy. Cầm này đi chậm quá. Không có. Không cầm cái súng. Chú non như chú sẽ kiếm cái chú. Chú cầm cái súng rồi. Gì đó. Oh my god. Gì rồi? Chú non như chú Sơn Trịnh. Ủa thế chú Sơn Trịnh là chú nào đấy? Sao chú không có biết? Chú đi cái này này chú. Đâu có cái gì đấy? Mày lại bắn chết chú gì? Hả? Để tao gõ vào đầu mày. Gõ đầu mày này. Nè. Đúng rồi, đục. Đi cái đục. Chú thở bắt dùng. Đấy hả? À, chà. Ở cái này giống bên Call of Duty cũng có cái này. Đục. Chú đi thường gọi gì mình đây nha, bảo à, bảo vệ chú, trời ơi, còn có 6, còn mấy con boss thôi vớ vẩn. Chú cho cháu xin slot với. Được. Chú ơi. Nhưng mà bắn vui thôi nha, chứ chú không có biết bắn đâu thật, mình không biết bắn đâu. Bắn vui thôi. Ở bên này có người nè. Bị thải chú. Bên này có người nha, bên này có người nha. Trời mẹ mày, chú sang bên này có người luôn nè. Chết mẹ mày rồi. Dạ, mấy người kia cầm xích đâu. Có người ở dưới nè. Đâu? Ai đâu? Đây gì nó? Từ từ để cháu. Đâu nó đâu? Trời, chú quá giỏi luôn. Thề chú đi đấu giải đây mày ơi. Chú đi đấu giải đây. Ôi trời ơi. Oh wow. Oh wow, giỏi quá đi. Chú tên Lương Thị Sơn Trịnh mà. Hey, ôi trời, chú không cần ánh nữa nha. Chú không thèm nha. Chú bây giờ chú có thể. Ok. Tôi nhớ nha. Chú không thèm nha. Tôi nhớ nha. Từ từ thay AK coi. Bạn AK thích hơn. Nhưng mà AK thì ơi, chú ơi. Chứ rồi, AK thì mà đéo có. AK thì mà đéo có đạn. Thôi. Cool. Ơi nào, lươn à. Mình cũng không lươn lắm, lươn bình thường. Chú đọc ui. Chú còn một thằng thôi đi ngủ á. Ơ tí nữa chơi dốc lóc ở má. Đùa. Đợi. Rồi, thấy chưa? Mình chơi kiểu top 1 các thứ không? Không. Lươn dễ thôi chứ rồi. Bắn quá giỏi luôn thề. Mỗi người được mạng. Trời ơi. Ờ mẹ mày. Quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn. Ừ, trận 2 bắt đầu mẹ sắp mặt lồn này. Còn hai em chú qua trên slot. Sát thương của nó là 2500 mà sát thương của mình tận 212. Ôi trời. 200 ok. Đúng rồi. Ôi trời quá giỏi luôn đúng không? Rồi. Đúng rồi. Rất bốc điểm, chú 10 điểm. Thêm trận nữa nào, thế là chú thấy chú giỏi dần đấy hiểu không? Mai chú đi đấu giải luôn, mai chú đăng ký của Galena luôn. Còn ai không? Chú ơi. Ơi. Ờ bây giờ cái ID phòng ở đâu nhỉ? Để cho thêm bạn cái gì? BL à Bảo Long nhờ, Bảo Long. Rồi, chú nhìn cái bên trái của chú. Cái hình có cái code. Rồi, team code đây đúng không? 5472637. Ok, 5472637. 54 gì đó. Ừ, 5472637 nha. Bảo Long nếu mà còn ở đây thì hãy vào trong vòng 5 4 3 2. Thôi không đến 1 đâu. 1 thì mình lại vào mẹ trận. Để tí cho bạn vào nữa. Có gì đâu. Ơi. Chú đọc ui. Ờ, cái gì? Chữ U V K U đúng không? Chữ đấy để chữ đấy để chú đọc thì có mà u vú u v kép u phải đọc như vậy nè. U vú
cái gì anh mới có em nhỉ, tại trời từ từ, đang chờ bạn Bảo Long, bạn Bảo Long bạn chả thấy đâu cả. 5472637 2 ở chào Kiều Trình nhờ. Ông già Noel đang đến để phát người yêu nhưng mà chưa thấy có anh nào đẹp trai hết trơn nhỉ. Ở đây có ông là đẹp trai nhất thôi. Anh chú, con đẹp trai chú. Nhẹ nhẹ nhẹ. Chú lại cắt đầu rồi bây giờ. Rồi xem ai đẹp trai hơn. Sáu tám kinh dê chào anh em nhé. Chào anh em nhá. Cái gì sáu cái gì? Sáu tám ở đâu để chú điều tra mày nào. Em biết. Lắp lắp đi. Chơi nốt chẳng vội gì đâu. Đừng có cứ từ từ mình Bùi ơi, cứ từ từ. Con ở đây xem livestream mà không thì tí nữa con coi cũng được. Nhưng mà đang bạn này không thể hiểu là bạn Ánh này thì bạn ấy gọi là nào nhỉ? Bạn Ánh này bạn ấy gọi chung là mãi lâu lâu bạn ấy mới chơi được chú một hôm, tại vì bạn còn chả biết bạn bận cái quần nợ gì, bạn tán crush của bạn ấy. Thế nên là thôi dành cho bạn ấy một chút thời gian. Mai kia chú lại chơi với Minh nhá. Hoặc là tí nữa bạn ấy ngủ, tí chú sẽ đuổi bạn ấy ngủ. Thì trong lúc đấy chơi với Minh sau nhá. Phải phải chẳng chơi với con bầu. Ủa Hưng có chơi cái game gì không? Không đúng không? Ủa thế làm sao mà chú chơi được với Hưng nào? Chú vẫn ngồi nói chuyện với Hưng mà. Kiều Trinh ơi có vào không? Vào không? Làm ván về thừa thề luôn, quả vừa thắng hay hơi bị hay luôn. Chú không thành ra nữa. What the fuck? Chú chơi với Minh mấy trận liên quân liền mà sao lại bảo chú không thành thời gian cho cháu? Cả một tuần từ thứ hai đến thứ năm trận hình như là chơi, nói chung là hầu hết trận liên quân nào cũng chơi mà vẫn bảo là không thành thời gian cho cháu. Thế là kiểu gì đây? Chú ngoài không? Từ từ xem nào, bạn bè này. Mình xem bạn bè nào. Hình như mình kết bạn với lại Jin chưa nhỉ? Để xem kết bạn với lại bạn kia chưa? Cái đợi chút xíu, cho có game cái. Ừ, ok. À, đi vào live cũng nào. Thế thôi nhá, ok nhá. Thế thôi, chú kết bạn cháu đi. Rồi, xin cái ID coi. Hôm qua ngủ quên không chơi mà. Hôm qua Minh Bùi là bị gì nhở? Hết pin mà. Hôm qua Minh Bùi là bị hết pin mà. Hết pin thế không chơi được, đúng rồi. Thế là chú phải chơi một cái bạn nào đấy ở trên Facebook cặp. Từ từ đợi kết bạn. Trên bạn này. Nhập tên này. Em ơi là em. Ôi chị ta hỏi thằng Sơn rồi nhưng mà chú giỏi quá hồi rồi. Tuyên quên. Ui. Đấy hả? Rồi, bạn này ghê lắm mày. Bạn này nhìn huy hiệu huyền thoại này. Ghê nhở. Gửi gọi nhá. Chào mừng. Hết pin định xả bê hút phải chơi anh ở đâu tại lại ngủ quên thế à? Ê thôi, quan trọng gì? Mình còn nhiều thời gian mà. Ủa, chú lai đến khi nào chú 70 tuổi cơ mà. Nhiều thời gian, ok. Thoải mái đi. Anh đâu rồi? Ơi, mắc nít. Ơi, anh đây. Ơi, con đây. Vào đi. Đúng chưa? Còn gì nữa không? Anh hiểu xin nhờ mọi người nhá. Từ từ đợi còn một bạn nữa nha. Bạn tôm nữa nha. Đợi bạn tôm nữa. Ok. Ôi dồi ôi. Bộ này bao tiền, một cái nick này bao tiền anh? Đánh giá coi. Một nick này chắc phải mười mấy triệu nhỉ? Trời ơi. Nít con full thể cực với chú nít kia. Mẹ cay vãi. Thôi đừng có ngã nữa, trời ơi, lộ cái màu hồng kìa. Dùng gì dùng cái màu hồng, trời ạ. Sẵn sàng đi cưng. Mấy bạn giàu thế, công nhận mấy bạn giàu nhỉ. Một bạn thì dùng dưa hấu, chảo dưa hấu. Một bạn thì mẹ mày súng AK vàng ươm. Trời ơi, sợ ID nít cũ của cháu. Ủa, cái đấy là cái gì? ID nít cũ của cháu điệp nhẹ cay vãi. Mới quay xong con ngựa bây giờ mất tích luôn. Ôi vãi. Cay vãi. Thề luôn, nhiều khi mất ạc mẹ cay nhỉ.
Nick mình có 2-3 mùa CC. Mà xóa rồi còn đâu nữa. Mà mình xóa rồi còn đâu nữa. Chú thì thực ra chú không chơi cái game này là chính rồi, yên tâm mình ạ. Nào sẵn sàng đi. Chú chơi game không được. Còn ai nữa đâu, sẵn sàng đi. Ủa sao chú không có pet nhỉ? Gọi pet ở đâu? Pet là chú phải nạp tiền hoặc là chú cày free. Mà không có con nào cày free đâu chú, là tiền đi. Ôi là trời. Thế chú rồi. Chú, ngày mai chú rảnh không? Sáng á? Không, đi làm. Thế nào nhìn toàn boss này. Ở à, đây, đây có bạn này không boss này. Đây, cái bạn này tay này, không phải boss này. Ờ, đây này, boss bạn này không chú, phải boss. Ờ, còn lâu, nhìn boss, nó xịn sò ấy, bảo đấy là boss vớ vẩn. Đây này, cái bạn... bạn này này. Bạn alien này này, nhìn nhìn cái kiểu thằng người ngoài hành tinh này này. Con chú boss giống... Boss này. Có chú boss thì có. Chú giống có một con boss nhất. Hầu như trong đây là boss không á. Điền, vừa một trận boss rồi. Không, kiểu chơi với level thấp như chú là sẽ gặp boss đi. Không phải gặp người đâu, ít gặp người đó. Điều, thế tí gặp người mày chết với chú nhá. Thì cũng có gặp người mà lợi ích. Bây giờ có thêm bạn kia thì chắc gặp người nhiều quá, chắc rửa mát. Chú hiểu không? Rồi hiểu. Tất nhiên rồi, lên danh cao hoặc là level cao thì gặp người là đúng rồi. Ủa sao lại đổi lại? Ủa? Thế nhảy đâu cũng được hả? Được thế, ngồi cổng trời luôn, đi cổng trời luôn. Nào, lên trời luôn, lên nóc nhà là bắt con gà. Này. Hết pin đi ngủ nha. Ngày mai đi. Một tem nha, tem người luôn kìa, chết. Ờ, bọn nó nhảy cổng trời đúng không? Trời luôn, mình có gánh tim sợ đích đi. Người không có chú. Mình có gánh tim sợ gì? Chú là chú solo tất. Thôi quay đầu vậy, quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ. Thôi chú quay đầu là bờ. Chú chạy đây. Chạy đây. Chú ơi, ôi ôi ôi. Gáy vậy, gáy thì gáy vậy thôi chứ chả dám chơi, chả dám nhảy vào đâu. Ê. Hai chú mua cho con một con tập. Chú tội quá nha. Chú ơi. Ôi. Chào mọi người, chào mọi nha. Ship cho con. Ship cái gì nào? Ship cái gì nào? Muốn ship gì nào? Ở bò. Rồi luôn, chúng nó bắn nhau luôn rồi, run hết cả người. Rồi còn mình thì vẫn chưa nhặt được nổi khẩu súng luôn. Mà chúng nó đã bắn nhau rồi. Alo. Mẹ Mẫn ơi, thể luôn á. Mẫn ơi, thể luôn. Gọi là sáng nay thì là tiếp cho con cỡ bò nha chú. Xin chào mọi người đã. Gái đi. Trời yeah, 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 yeah. Hello. Anh đủ. Không nhận được nổi khẩu súng luôn. Hồi sáng nay chia sẻ màn hình cho bà xong hồi tôi bị bắn đít luôn. Thế cơ à? Yeah. Ừ, để mẹ em cài cái ứng dụng Betro gì để cho Discord nó đẹp hơn. Ờ thế á. Ai ngờ thì mẹ ứng dụng nó. Nó còn lag đít. Mẹ. Chú ơi, tao phải bắn chết con máy này rồi con. Con boss đâu rồi nhỉ? Con boss nó vừa ở đây cơ mà nhỉ? Tao lại bắn cho thấy mẹ chú. Mày bây giờ. Chú ơi, chú. Chú ơi. Ôi, đang bận. Chú nói gì cơ á? Ừ, thằng chó nó bắn tao đấy. Người nhá. Chú ơi. Người nhá. Ui. Ui ui sao? Mẹ. Rồi ôi đi nó lag kìa. Đi nó lag kìa. Ôi trời, đằng sau rồi, mẹ mình đang nhìn đằng trước. Đó. Đó. Hay là custom. Nói chung là sáng nay là nhìn thấy avatar đúng của Mẫn ấy, sáng nay nhìn thấy avatar mà bị ấy á. Thì tóm lại là đúng rồi, chú. Tóm lại là chú lướt face trong lúc đang ngồi ỉa thì bỗng giật mình là cục cứt đứt làm đôi. Mẹ thấy cái avatar của mình nó à thấy cái mặt mình ở trên avatar của Nhẫn. Mẫn. Chú ơi, 50.
đâu 50 nào, 50 nào, nào nói chung không được, không nói được lại nữa. Đi chú đã. Không được nói cái kia, không được nói. Lướt phây trong lúc đang ngồi ỉa, bỗng giật mình thì cục kích đứt làm đôi. Đau đầu quá, cứ im lặng mất đi về nhà mà cãi nhau. Ủa có ai cãi nhau đâu. Rob Rob trên map gì chú? Map của Mẫn ấy, hỏi Mẫn. Chú ở chơi file file à? Đâu làm gì có cái avatar trước của Mẫn ạ. Ờ thì file file là chúng nó rủ chứ. Không, biết chơi đeo đâu, vừa vào chưa nhận được khẩu súng đã thấy chết mẹ rồi. Mọi người ơi, chú không chơi file file đâu, chú chơi Liên Quân á. Tại vì chú phải làm theo yêu cầu của mọi người nên chú phải chơi phai phai thôi. Chú chơi phai phai ngu như bò á. Đúng là ngu thật mà. Lê Cường, hello Lê Cường. Lê Cường này là vẫn là bạn với lại Phượng đúng không? Lê Cường, à Bi Thiểu Năng đúng không? Bi Thiểu Năng đúng không? Biết rồi. Chú chơi gan đúng không? Ờ chơi gan mà. Chú ơi. Liên Quân không sư huynh ơi. Liên Quân là thứ 2 đến thứ 5 nha cưng. À Pai hả? Ủa Pai đó hả? Chú chơi đánh, chú khỏi sống luôn đi chú ạ. À. Thì đây đang duy danh mà. À đâu, không phải quên, mình level mình thấp. Level mình thấp mình không chơi run được. Không có chơi run được. Không bật được luôn á trời. À rồi Lê Cường là Pai biết rồi. Chú chơi PUBG không? Có nhưng mà ít chơi. Mấy lại PUBG của chú là nick PUBG của... Bình tĩnh nào. Nick PUBG của chú là bị gọi là nào nhỉ? Chú kể thế sao nhở? Chú kể rồi. Là cái đợt mà PUBG nó mới ra là chú cũng chơi. Nhưng mà sau khi mà chú chơi thì chú gắn bàn phím vào cái điện thoại. Khi mà gắn bàn phím vào cái điện thoại ấy, thì nó xác định đấy là cái phần mềm thứ 3. Thế là nó khóa mẹ 10 năm luôn. Hết chơi, từ đấy chơi được có 2-3 ván. Hết chơi luôn. Chú dỗi chú đéo chơi nữa. Ôi. Chú sai tài khoản của cháu đi, tài khoản của cháu có 2 nick. Thế cơ à? Chú một nick để chơi run. Ừ. Ừ cũng được, cho chú mượn. Cháu. Ừ cho mượn. Ừ. Đi uống thuốc đây, ừ, cố gắng nha, Mẫn uống thuốc. Ồ mà thuốc gì đấy? Sao bị bệnh gì đấy? Mẹ bạn mén không trả lời, chắc bạn đang tìm. Luôn á, cháu cũng không cần đâu. Thế à? Ừ xin. Chú chỉ chơi qua loa thôi mà, chú không phải là chú cày cuốc hay là chú phá gì đâu. Ông này ông bơm mình rồi. Thôi im lặng nào để anh gánh tim nào. Ừ im lặng đi để anh gánh tim. Anh từ rồi à, từ nãy giờ anh giết hẳn ba mạng rồi. Xem anh chú chơi phai phai như đó. Thế bị bệnh gì đấy? Ăn thắn nạp tiền. Nếu mà bị cái gì nào khó nói quá thì có thể nói nhé. Ăn mua nhiêu tiền này? Thứ 2 đến thứ 5 phải không? Ừ, thứ 2 thứ 5 trên Liên Quân. Cái bộ đồ này. Còn những cái ngày còn lại thì chơi game theo yêu cầu. Tham 9 giờ hàng ngày. À, anh mua mấy bộ đồ này nhiêu tiền à? Mua cái gì? Nó hỏi mua ánh bao nhiêu tiền? Nó hỏi mua ánh bao tiền để nó mua ánh về làm vợ nó luôn. Rồi nhà cửa rồi ở đâu lấy bao nhiêu tiền để biết nào? Chú là chú ưng ánh rồi đấy, chú muốn mua ánh lắm rồi đấy. Không. Trời ơi, cháu cũng ý cháu không phải thế, ý cháu khỏi bộ đồ ăn mặc nhiêu tiền á. Không biết cái này nít này nít phụ bạn cho anh không biết. Anh là nít chính mình. Ai bảo là nít phụ nít chính nữa, sợ nhờ. Ghê, chắc nít chính là chiến tướng rồi đúng không? À chiến tướng bên Liên Quân quên. Tính nẻ cái nít, tính nẻ cái bộ đồ này cháu mua đúng 200.000 thôi đó. Thế à? Ai vậy? Thực ra là được 200.000. Thực ra là mình có một cái đi uống thuốc đi. Trời ơi, uống thuốc đi. Thực ra bỏ long này, mình có một cái kênh Discord, nói chung là cộng đồng mọi người chơi game với nhau ấy. Thì thế nên là người ta cũng xem mình luôn ấy. Thì nếu mà bạn có rảnh vào rồi. Ơ nhưng mà sao mày không giúp bạn Tom mà lại đâu, có hồi sinh tất nhỉ? Rồi anh ơi, cứu chú anh ơi. Chú ơi chú, cháu không hiểu tại sao nha. Sao gái á thì cháu toàn đồ xịn mà trai cháu toàn đồ phèn á. Thế không biết bộ đồ này không biết bộ đồ. Thế thì dùng nhân vật gái đi. Trời ơi chú, chú thích dùng nhân vật gái. Như chú ơi, cái tên của cháu
cháu xài cái tên của cháu, chắc bọn nó lại nghĩ cháu là con gái. Kệ, ủa, lúc đấy nó lại là một gì bọn nó khác. Nói, ê gái, có phải gái em bay? Sao? Thế thì chịu rồi. Mà chơi bên con trai đó thì nó lại bắn. À, chú hack nha, tố cáo Galena nè. Ủa giờ ai hack? Ủa? Hack kiểu gì? Con mới tải game. Mới tải game, cháu đùa, chú. Lấy đâu hack trời? Cháu đùa, cháu đùa này. Đỗ Linh, hello Đỗ Linh. À đâu, chú nào? Đây ông già Noel sao năm canh tự... À nhầm, nhầm bài hát. Đây là ông già Noel, không có chú nào hết. Cho cháu chứ ai có mua ra một bộ mắt đấy. Mai mốt cháu ra ở riêng cho cái bộ PC này của cháu quẳng luôn ấy. Ừ, ở riêng rồi phải lôi theo chứ. Chú đang ở riêng này này. Chú đang ở riêng mà chú... Ơ con đí là bắn tao vậy? Ê, bảo kê chú coi, chú có đồ đâu, chú không có súng ống gì hết thì nó cứ bắn chú. Cháu thấy chú luôn nhau. Cháu thấy chú luôn năm. Trời ơi, chẳng có mỗi cái dao thôi thằng chó kia. Cháu quẳng mẹ bộ PC luôn. Cháu chơi với á. Ờ thì... Đỗ Linh này lâu lắm mới vào chú. Chú mày chỉ toàn vào xong mày chào chú câu xong mày té không à? Ý, giết rồi nha. Ai đù? Trời ơi, chú có mỗi con dao mà nó cũng hành vào mặt chú luôn ấy trời. Con thằng mất dậy. Cháu giết nó. Ừ, chú không có một cái gì nữa luôn. À, đều có máu đây rồi. Cái đây lướt đầu này. Cái đây này chú ơi, cái đây lướt đầu này. Chú đầy máu nha, này chú đầy máu. Cái này cái sừng của anh nó đẹp nhờ. Mình không có sừng đó, mình chỉ có sừng hưu thôi. Okay. Chú ui giỏi, hồi xưa sừng chú còn dài lắm nhưng mà toàn sừng vô hình thôi. Ừ, sừng này mẹ dài lắm. Okay. Đầu này chú ơi. Chú đang đi nút đây lại còn ui giỏi, chú nhặt được một cái mũ 3 rồi, thề luôn mũ này mũ hơi xịn luôn. Thực ra mũ 1. Trời ơi. Thực ra là mũ 1. Ôi đợi qua đây. Úi trời nè, mũ 3 trong đây nè. Ồ thế là có cả mũ 3 hả? Cái khác. Mình nhặt mẹ mũ 1. Có đi. Đây đây đây. Ủa? Đây. I am coming, I am coming. Chị. I am coming. Chị ăn hai này mấy nhờ? Ê ừ. Đâu, chị where the fuck is this? Chị ăn hai này mấy nhờ? Hỏi tôi hả? À, chị ăn. Ừ, chị ăn hai này mấy. Chú bị cắm sừng hả? Có. Ôi ôi, đồ xịn vậy. Hình như chị ăn bằng tuổi anh này đúng không hay sao? Ok á, xin lên với ấy được đi xe cùng ánh rồi. Ôi đưa em vào. Chị ăn hai này mấy? 219 mấy? 219 này mình nói bằng bạn. 208 chú ship cho con phở bò mai con ăn hả? Được. À 208 à? 209 thì anh 209 mẹ hai là chín sau sau mà nhiều đồ dầu thế, sợ chó đúng không? Đấy, cái nít này cùi nhất của tôi từng cặp người đó. Sao bị cắm á? Không hẳn là cắm đâu. Hồi xưa, gọi là hồi xưa cái đợt mà có người yêu cũ ấy, thì đúng là bạn gái ấy, bạn ấy hay nhắn tin với người khác giới lắm. Không hẳn là cắm sừng đâu. Em nấu cho ăn kìa, chú cho con 5 tỷ, 5 tỷ là 5 chị đúng không? 5 chị 5 tỷ tỷ ấy, tỷ tỷ ở bên tỷ tỷ của Trung Quốc ấy thì là chị gái ấy, hiểu không? Được không? Cho 5 tỷ luôn. Như vậy đừng đâm tường áo rồi ôi. À, mình thông báo cho mọi người biết một cái nho nhỏ, đó là mình xin phép là thứ bảy chủ nhật tuần sau là cận Tết Dương ấy, là Tết Dương ấy thì mình xin phép off stream 1-2 hôm. Chú bạn đi đứng đường như thế này. Ờ đúng rồi, chú bạn đi đứng đường. Chứ bạn đi đứng đường kiếm tiền để kiếm tiền để về mở thêm live stream. Lên chú. Chú đang nhặt. Ờ được rồi, lên. Nhặt. Con cháu gắn này lên. Kì, bắn đéo bắn hay thế nhỉ? Đi phượt à? Đúng rồi, chú đi phượt. Đi phượt. Chú đi Mộc Châu Sơn La nên là hôm đấy chắc là có thể là sẽ ít, không thể live stream được. Ủa cái xe này anh ơi, cái xe này anh xanh bao nhiêu tiền đây? Mình đã bảo là nếp bạn mình cho mà, mình đéo biết đâu. Ui ok, mẹ cái con xe này của mình xả mất mẹ 3k kim cương á. Có xe xịn hơn kìa, sao không lấy?
quay video lại đi chú ạ. Được, chú sẽ cố gắng quay video lại của bố mày. Trong 5 tỷ xe này, 5 tỷ này là 5 tỷ VND để cảm ơn Đỗ Linh nhá, yêu nhiều. Đúng rồi, ship cho con phở bò. Ship phở bò á? Chú có làm đâu trời. Nếu mà chú làm phở bò là chú ship cho ngay đấy. Em mày ơi. Em mày ơi, mày đăng lên YouTube mày, á. Ừ, được được được. Chip ăn kìa. Phở ăn kìa. Mày ăn phở ăn kìa. Việt Nam được. Ngon ừ, được rồi. Ăn đi. Thế Đỗ Linh ơi, mày về đây mày làm vợ chú đi, hàng tháng ấy. Hàng tháng chú cho mày tiền luôn, khỏi phải đòi 5 tỷ nhá. Mày về đây mày làm vợ bé của chú đi. Wow. Mày về đây mày làm vợ bé chú đi. À, ủa, có súng ngắm này, chú thích súng ngắm, chú sẽ chơi súng ngắm cơ. Ủa mà chú ở cho hỏi nhá. Đó, lấy cái khẩu súng ngắm coi. Chú đã, cái nghề quá hả? Đỗ Linh ơi. Dạ, đây, chú lên rồi. Được nhờ. Hàng tháng chú đưa cho mày thẻ ATM của chú luôn. Ờ, mày khỏi phải lấy 5 tỷ. Chú có cả đống vợ rồi mà, thì chú vẫn tuyển thêm vợ bé thì không được hả? Rồi. Nó ở trên. Từ cứu nội đi khách. Từ nha chú, nó bắn rồi. À, cay thế nhờ. Momo của mình còn đúng. Còn đúng không? Thấy chưa? Thấy chú chưa? Thôi. Còn một thằng nữa đấy. Còn một. Cái nó kìa. Đúng rồi. Cay quá chú ạ. Momo của cháu còn đúng 12 triệu. 12 triệu á? Còn tận 10, còn có 12 triệu thôi á? Kém thế. Ừ. Đưa cho con 100 tỷ hả? Hết ăn quá. Trời ơi, thấy chưa chú bảo rồi. Lại top 1. Trời ơi, sao đéo mẹ sao mình bắn giỏi nhỉ. Ê, mai đứa nào đăng ký cho chú đi đấu giải của Garena coi thể luôn nhá. Đấu 2 trận top 1 rồi. Mặc dù mình chưa ăn được mạng nào luôn. Ờ, bạn Tôm ăn 9 mạng. Chú ơi. Chú kia ăn 5 mạng mình đéo được mạng nào. Chú bạn cháu chú chơi nè chú. Ơi, ơi. Chú bạn cháu chú chơi nè. Ừ. Chú bạn cháu chú chơi nè. Ác gì có? Chú bảo ạc PUBG mà. Chú bảo ạc PUBG mà. Có phải ạc Free Fire đâu. Gì nó ạc Free Fire thì. Ờ, ạc PUBG mà. Mà khăn. Vậy nay có chơi Roblox không chú? Chú live đến 12 giờ cơ mà. Tí nữa mới chúng nó ngủ hết bây giờ ấy. Ủa cái này là cái gì? Sao nó được nhảy này? Sao nhảy hay vậy? Mọi người ơi, mọi người giới thiệu người yêu ấy. Giới thiệu người yêu cho em được không? Em ế quá rồi. Mình giới thiệu cho bạn cái chị hôm qua mình đã avatar. Nhớ có chút okay. Sơn thì chơi. Mai đi, mai chơi cũng được. Chơi BD cũng được bạn ạ. Thiếu chắc, ơi từ Hủy. Đợi Đỗ Linh. Cho xin cái ID phòng nào. Cho xin ID phòng nào. Em giới thiệu được kìa. Yêu, Mẫn dạy giới thiệu tiếp kìa. 11 giờ cho chơi với bạn rồi. Một trắng. Vậy thôi cố gắng chơi với bạn nha, đi. Màu trắng nha chip. Tại vì bây giờ thì màu trắng nha. Cái gì màu trắng? 6758737 nha, 6758737 nha. Không phải màu trắng đâu, màu hồng. Chú tự biết đi, đây. Màu hường. Nhìn. Màu hường nha, chú nhìn từ nãy tới giờ rồi, nó khoe nãy giờ rồi. Màu hường nha. Màu hồng nhạt ý. Vậy hả chú? Màu hồng nhạt. Trời ơi, chú soi nãy giờ luôn, chú còn zoom to lên cơ. Ok. Nào cho mình xem lại hắn. Đâu ai bảo mày khoe hả anh? Mày khoe là mày chết chú rồi. Từ từ đợi tí để chú kết bạn với lại bạn Đỗ Linh nhá. 1861286 màu hồng nhẹ 144 750. Các bạn to quá nha. Ai súp cua. Ai chà chà. Lại chúng mình lại được ăn súp cua rồi mấy đứa. Chúng mình lại chuẩn bị ăn súp cua rồi. 3189. Từ 3189 là cái gì? ID cháu. 3189, ok. 55466. Cái gì? 55 4. Đức Oki, rồi ok, đã thấy, nhấn kết bạn luôn. Rồi ok. Đợi bạn súp cua nha. Chú. Súp ơi vào vào Discord nha. À mà vào Discord bây giờ thì bọn nó đứng hết mẹ đường rồi. Bọn nó đéo cho vào đâu.
Từ từ nha mọi người. Không cho đâu. Không bé không cho đâu. Kìa muốn 2k mấy kìa. Đợi bạn súp nữa nha, đợi xíu nha. Mãn 210. Minh Bùi, ok bye nhá. Chú xin lỗi vì hôm nay không chơi được với Minh nha. Nhưng mà mai kia chú bù nhá. Được chưa? Chú yên tâm, chú giữ lời hứa. Chú phải cầm ok. Hành. Ok, chú giữ lời hứa. Hẹn ngày mai không xem nữa, không xem thôi, chú làm nào được. Cà ri phai, ủa đây là phai phai. Cà ri phai là cái gì? Đây là lửa chùa. Ở đây là lửa chùa. Không có dụng phai phai ở đây. Ho ho ho. Ho ho ho. Ơ từ từ, xúc cua lâu nhỉ? Xúc cua lâu nhỉ? Để cháu xíu. Đắt quá đi. Lâu vậy? Chút trời quá đi. Xem bạn này có online không đã. Súp của Đỗ Linh online. Ủa đang online mà. Nhanh coi. Mời mời kiểu gì nhờ? Thì chú bấm vô cái chỗ thoát ra khỏi đó. Rồi. Nhấn vô đâu? Bấm vô chữ mời. À chữ rồi, có chữ mời đây rồi. Ok. Đã gửi lời mời đến bạn đấy rồi. Đấy thấy chưa? Quá xinh luôn. Rồi ôi, cái đầu mọc sừng tuần lộc này. Không còn slot thì em muốn vô không? Hết rồi, đâu nữa, làm gì còn slot nào nữa. Chúc mừng bạn đã đạt level 8 để mở chế độ đấu anh, thấy chưa? Trời ơi, Garena bảo cho chú đấu danh luôn đó bạn ạ. Garena bảo ơi, thằng này chơi giỏi quá cho mở đấu danh luôn. Ý trời, màu đỏ, vàng đỏ. Úi trời ơi, vàng đỏ, úi trời ơi. Ủa sao chúng mày đứa nào cũng có cái hành động vậy? Đứa nào cũng có hành động mà sao chú không có? Ôi thằng kia nó vứt tiền dưới mặt chú mà chú muốn nhặt lắm nhưng mà không được nè. Ờ. Tiền em không chú, thấy không? Có. Bữa có anh nhá. Vàng đỏ nha mọi người. Thấy rồi. Ok. Sao? Hello Jupiter. Tôi đâu có bê đê với vần nào. Tôi đâu có bê đê thế nào đâu. Đồ quỷ sứ. Trời. Người đó chú, giờ gặp người đó. Giờ gặp người hả? Đồ danh hả? Ừ, chập hết. Đúng rồi. Chập hết. Tại vì có ánh mà. Có bạn tôm mà. Ừ, có ánh mới có bạn tôm mà. Chú nhảy không chờ là coi như tự đi rồi nha. Đừng có soi vậy trời, ôi giời, việc cái gì đâu, mấy cái nhân vật hoạt hình. Đừng có quan trọng quá, khóa Vân ơi, đừng có quan trọng quá. Kệ mấy cái nhân vật hoạt hình đối với mà. Sau rồi lớn này thế mà. Sau rồi con lớn này còn vậy thôi. Michael không anh Hương kìa. Trần này đấu danh hả mà gặp nhìn nhân vật nào nó cũng đẹp vậy. Trời cỡ cho đúng rồi. Ôi, nhặt tiếp tế này. Ghê, bọn này lắm tiền nhỉ. Bọn lắm tiền để nạp game ghê. Đứng máy rồi anh thấy ơi. Khoan anh nhảy nha. Từ chưa đến giờ. Chú đánh giá là con cũng khá là trưởng thành, cũng khá là quay cái suy nghĩ khá ấy, nhưng mà nó hơi quá. Nhưng mà đôi lúc nó hơi quá. Thật, mình cứ thoải mái thả lỏng cơ thể để vui cùng các bạn đi chứ kệ chú biết cái tính của con chú hiểu. Ủa mắc gì chúng mày cứ để cho chú làm cơ trưởng là sao? Thế thì chú nhảy ở nhảy thành phố biển nhá. Okay. Nhảy thành phố biển cho chỗ đấy nhiều nhà nhiều đồ chứ nhảy cổng trời bọn nó gõ cho thấy mẹ luôn. Chú bảo chú căng mà. Chú bảo chú căng nào. Tính con vậy hả? Chú bảo chú căng hết nào. Mà chú bảo nghĩ không chờ được đó. Chả hiểu. Còn tính con thì á. Không phải cứ thả lỏng thôi.
sau này con sẽ thay đổi dần cái tính cách của mình. Chú biết con vẫn sẽ giữ được cái tính cách nói chung là nghiêm túc của mình, nhưng mà tùy lúc thôi, không phải lúc nào mình cũng nghiêm túc. Mình thả lỏng cơ thể ra cho nó vui. Ai hiểu chứ? Cái này là con do chú. Cái gì bảo mẫn? Chú ơi, Hoa đâu vậy chú? Hoa? Chả biết được. Chịu như bây giờ chú làm sao mà chú biết được nó ở đâu, nó như thế nào? Ủa? Chú cũng hơi thắc mắc ấy, nhưng mà Mình biết. Hồi nãy vừa coi mình ảnh vừa livestream. Ừ, vừa ở bên TikTok thì thấy mà. Đâu rồi? Chả biết được. Nó biết là hôm nay chú chơi Fifi nên là chú chả, nó chả thèm vào. Chắc thế. Kệ. Bây giờ chú bảo rồi, chú làm sao mà ép được người ta vào livestream của mình? Người ta thích thì vào, người ta chả thích thì thôi. Chú đâu có ép đâu. À, đang chơi game hả? Cọc lắm ấy vậy thôi. Thì đừng có cọc nữa. Ừ, cọc cũng được, cọc là một tính cách mà. Nhưng mà đơn giản thôi là con cứ thả lỏng cơ thể ra. Đừng có đặt nặng quá nhiều vấn đề. Sao? Sao mấy đứa nhặt nhiều bom khói mà chú chả nhìn thấy một cái bom khói nào luôn ấy? À, nhầm, cái gì? Bom keo nhầm. Bom keo. Chú thấy, chú cũng xem qua những cái livestream của người ta rồi. Là người ta nhặt được toàn 20 mấy cái bom keo ấy mà chú không nhặt nổi một cái luôn. Thầy chú không thấy. Chú nó có mà. Kiện giáp chúng rồi. Chơi nốt ván này cho đi ngủ nha. Ừ được rồi. Nốt ván này đi ngủ hả? May quá chú có bạn chơi rồi. Mà chú bạn gánh rồi còn ánh đuổi, ánh không cần nữa. Ok. chú mà có người mới là chú có mới là chú nới cũ luôn. Chú tồi quá nha. Ma mới bỏ ma cũ. có mới là nới cũ luôn. Chả việc gì phải giữ cả đúng không? Đi ngủ ấy, đi ngủ đi. Mà... biến đi. Thèm à? Nói làm sao ngon được. Nghe hơi tổn thương. Rồi chị trêu có gì mà tổn thương. Nói thì nói vậy thôi. Trời ơi. Đôi lúc thì mình nói thế nhưng mà mấy đứa phải hiểu đấy chỉ là cái lời nói đùa thôi. Không, con thấy đùa đâu. Chú mày vậy. Gì vậy trời? Rồi. Không biết bạn súp cua này bắn thế nào nhỉ? Ôm đây đứng máy à mọi người ạ. À. Ổn lắm. Rồi luôn, từ nãy giờ chú không nhặt được một đồ gì luôn. Giáp dùng chưa có. Ờ, chào Quân Hoàng nhá. Ừ, hello Quân Hoàng. Vào đây phát người yêu này. Vào đây phát người yêu. Nhưng mà chưa chú dạ, còn chưa có. Lấy đâu đến lượt mày. Hả, còn lâu nha. Hả. Nói vậy thôi, không có đâu. Ôi, có súng vàng này. Ui. Súng xịn này. Chú phải chơi đồ chú mới có người yêu nha. À, chứ chơi đồ ấy. Chơi đồ chứ lại nhiều người yêu quá. Lúc đấy là mắt chú đầy người yêu ở trước mặt luôn. Nhưng mà với không được. Mọi người ơi. Im lặng để mình nói này nè. Cô đâu? Bây giờ thì làm sao mà có cô được. Ủa sao mọi người im lặng hết vậy? Ai im lặng cơ? Nào làm con... gì có người thì chú ơi. Im lặng để mình nói này. Ừ. Mé vừa rồi im lặng em thì nó bảo là tại sao mọi người im lặng. Xong bây giờ nó lại bảo là sao mọi người im lặng để mình nói nè. Ủa, đùa đau. Thề. Nay Noel chứ anh còn cái nhiệt ớt cái mẹ mày. Buồn cười nhỉ. Thế thì anh chúc mày là sớm có người yêu nhá. Sớm lấy vợ nhá. Mẹ mày lấy vợ vào sớm là mày chết. Quân Hoàng sớm có người yêu nhá. Có người yêu sớm là bao giờ cũng khổ mày đứa. Lấy vợ sớm nó càng khổ. Ờ tốt nhất chuyển sang lấy chồng. Ờ không được. Ờ mày đùa. Lấy chồng. Chú lấy chồng. Ờ chắc chú chuyển sang lấy chồng thật luôn ấy. Tại vì chỉ có con trai mới hạnh phúc với nhau phải không? Chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc với nhau. Giống như ánh với lại bạn Crash vậy á. Em chưa, nay không, con thức trắng đêm. Sao thức trắng đêm?
Không, chú tôi đã tập nó bỏ lại thì nó chú. Thế á? Cờ gớt có người yêu của chú, mà người yêu của cờ gớt hài hước không chú? Hài vãi. Cái hồ xe bạn này sợ nhỉ? Nhìn sợ thế nhỉ? Đi khe ra lửa. Sợ thật. Đau răng hả? Đau răng người mắc gì thức trắng đêm? Ở trong trong Free Fire này có cam cầu không? Được. Trần Đức Quân mà. Ừ thì anh cứ quen đọc cái nick Facebook là Quân Hoàng thì anh cứ quen anh đọc thôi. Thế này còn xui dễ sợ. Tận hưởng đi. Tận hưởng cái sự xui này đi. Ờ chú nói thật, tận hưởng đi. Cứ ngồi đấy, gọi là mình gọi là làm sao cho nó thoải mái nhất. Ừ đau ấy. Ừ thế thôi, ngậm nước mũi rồi. Ngậm kẹo bạc hà và hay cái gì gì đấy gọi cho nó đỡ đau đi. Thì dạ chị ơi, có gì xem thì có đỡ không? Em ăn nhiều vào. Ủa? Lấy độc chị độc. Ừ, đập lấy hòn gạch to và đập vát là gãy hết răng đi thì kiểu gì cũng hết đau răng không à? Từ sau là không có răng để mà đau nữa luôn. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú nói chuẩn vãi. Chuẩn không cần chỉnh đâu. Ủa. Tố cáo chú Sơn. Ờ chú nói gì nào? Đừng có xô, đừng có tố cáo nhô, trời ơi. Sơn mất đi chú. Chú đã không tố cáo. Chú cả na luôn á. Chị ba. Nhưng chú nhận dù ai có làm gì hay yêu ai thì chú vẫn con đập ngược lại hay nha. Thôi được rồi, đừng chê Mẫn nữa. Mẫn nó đang đau, mình phải thông cảm cho Mẫn. Mình phải thông cảm cho Mẫn. Mình phải bảo Mẫn là Mẫn ơi, thương Mẫn nhiều, mong Mẫn khỏi bệnh. Thấy chưa, nghe nó hơi giả tạo nhưng mà thôi cố gắng. Chú đông nách. Để con nói nghe. Nghe nè. Chú tồi vãi. Ờ sao lại là chú tồi? Chú yêu ánh nhất nhà luôn ý. Ờ cả nhà ánh là chú yêu ánh nhất luôn ý. Tại vì chú có biết ai bố mẹ ánh là ai đâu mà chú yêu. Chú yêu mấy con rồi chú? Thôi hai đứa lên đây đi. Ủa chú đang đi cùng bạn Tôm mà. Tôm ở đâu? Vĩnh Phúc à? Còn con sao? Tại sao chú không yêu con? Chú cũng yêu Hưng nhất nhà mà. Chú cũng yêu Hưng nhất nhà Hưng mà. Chú là đầu lười gió. Người nhá. Có người ở đây nhá. Trời ơi chú chả dám xuống luôn. Chú không dám xuống luôn ấy. Chú xuống chú sợ nó bắn chết chú ấy. Chú sợ vậy. Nên chú không dám xuống, cứ để bạn này bạn lái thôi. Ê có người ở đây, có người ở đây. Chú đeo dám xuống. Ừ rồi, bọn nó đua xe trái phép ở đây này. Thề, eo ơi bọn nó đua xe trái phép. Chú Sơn. Ừ. Này, chú Sơn. Ơ sao cái này không bắn nhau ở trên xe được nhỉ? Lên xe bắn được. À đủ, vừa nói xong mẹ nó bắn chết chú rồi. Chú rồi chết luôn. Chết rồi, nó bắn chết luôn rồi. Quay nhìn cá này. Chú đang nhìn suốt. Nhìn địch bông tủng. Mẹ, chú đéo dám xuống luôn. Trời ơi, chú mà xuống là nó bắn cho thấy mẹ. Cuối cùng là chạy cũng bị bắn, cuối cùng xuống cũng bị bắn. Mà đéo xuống cũng bị bắn, trời ơi, có nhục không? Trời ơi, chúng nó chỉ bôi tôi, ta làm trò đùa thôi. Nhìn kéo đấy. À, ừ, nhìn. Đấy hả? Ồ, có thính này. Hello, chú. Em chúc anh có hai chiếc sừng nhá. Ừ được rồi, mai tao lấy chiếc sừng cho mày coi luôn. Ừ Quân nhá. Nè sừng nè. Sừng nè. Ờ có sừng này. Anh nó có sừng này. Trời ơi người yêu thì chưa có bài đặt có sừng. Trời ơi mọi người phải biết là có sừng ấy là một cái gì đấy rất là tích cực. Tại vì sao? Có sừng ấy thì đánh giá độ trưởng thành của bản thân. Sừng càng dài trưởng thành càng lớn. Đúng không? Tại vì người yêu nó cắm vài lần rồi thì chả lo. Sừng chéo hay sừng nhẹ? Mình hồi xưa cũng suýt bị sừng ấy. Suýt bị, nhưng may quá mình biết trước rồi là mình bỏ. Và không không giao du. Lúc đó chú quen trai gái? Lúc đấy quen gái. Gái. Bạn này thì thực sự, bạn này thực sự là không phải là gu của mình. Bạn này nhìn hơi to, hơi béo.
À không phải béo mà kiểu người nó to ấy. To phải hơn chú luôn. Không phải là gu của mình nhưng bạn mình thương bạn ấy. Thế là mình đồng kiểu nên mình tán ấy. Xong rồi một thời gian thì cuối cùng là bạn ấy kiểu nhiều mối quan hệ ngoài quá nên mình cũng có đề xuất, cũng có nói chuyện nhưng mà không nghe chịu. Nghe thôi, dần dần mình bỏ. Tôi có bao nhiêu người cũ? Có người yêu cũ á. Nếu mà yêu online tính có tính yêu online không? Nếu mà tính yêu online thì có một bạn, yêu qua mạng có một bạn và yêu ngoài đời có một bạn hay là hai bạn. Ồ, sao ít xin cháu nhỉ? Thế thôi cơ mà. Rồi nhiều để làm gì? Tôi có phải là người dễ dãi như ánh đâu. Ánh dễ dãi. Cái đồ ánh dễ dãi. Sao chú nhảy xuống xe vậy? Ừ, ai nhảy nó bắn chết chú ấy. Trời ơi, ai nhảy? Nó bắn chết á trời. Nó mẹ cầm sốc lọ nó bắn phát vào giữa lỗ đít. Thế là thôi chảy ỉa luôn. Ừ. Xuống lắm à. Chú ngồi làm sao xe chú đỡ đạn cho thằng ngồi trước không á? Chả thế sao, đúng rồi đó. Câu ấy chuẩn luôn á. Ôi chết rồi. Chết rồi. Bị bo cắn. Đi bo đi chú. Rồi đang lấy xe. Đi xe cho nên nhanh trời. Mình có điều kiện mình không đi xe. Đấy. Mình đi kiểu gì? Có điều kiện mà. Mình là người có điều kiện mà. Xe đi chậm lắm chú. Ôi chạy gì chết bo. Chậm còn hơn là đi bộ. Thôi đi kiểu gì. Thôi đéo biết lái đâu. Đi. Bye á. Bye Mẫn nhá. Ok nhá. Bye Mẫn đi ngủ nhá. Cảm ơn Mẫn đã vào coi like chú nhá. Xe đỡ đạn mà sao bắn trúng được. Ừ thế mà chết đấy. Xe cháu đỡ đạn mà. Thế mà chết đấy. Linh gì của chú. Chú ơi sơ lông nách đi. Sâu, đợt trước chú sâu một lần rồi. Lông nách dài không chú? Dài không? Ôi trong này nhiều xu lắm mấy đứa. Úi trời ơi chú nhặt hết mẹ rồi. Chú có bao nhiêu xu? Chú cũng đéo biết là cái gì? U vu ấy, 700 xu. Ồ nhiều ghê quá. Quá nhiều luôn thề. 700 là nhiều mà. Lấm một lần một. Ủa thực sự là một lần đấy, một lần à hai lần. Còn một lần là rất là nhiều, một lần kia lần kia hình như là được khoảng 10-20 đấy, chú không nhiều lắm nhưng mà cái lần này lụm phát nhiều hẳn luôn. Không chú, trong FIFA nó viết lại là chỉ có một lên hồi sinh cháu á. Số lượng. Ủa hồi sinh tay ấy kiểu đâu? Không có 100 xu không hồi sinh. Game có hồi sinh hả? À ừ nhờ, mua à? Có. Này chú cho này. Này cho xu này ra hồi sinh nó. Chú biết hồi sinh đéo đâu. Có 100 xu thôi, xin đủ chứ. Đây, chú có 700 này. Chú 700 thì vứt ra cho mày này. Chú biết hồi sinh đéo đâu. Ở có xe. Xe bỏ mẹ nó đi, đập chết mẹ luôn đi. Một mình chú cân tất. Này xin lỗi, một mình chú cân tất. Để chú lấy cái cân ra, cân chúng nó. Để chú lấy cái cân ra, cân chúng nó. Chứ làm sao mà chú bắn lại được. Đâu chúng nó đâu rồi chú. Đấy thấy chưa đấy chưa. Rồi xúc cua chết mẹ rồi. Mình đang định bảo bạn xúc cua bạn sẽ gánh. Đang định nói đấy mẹ, đúng nói trước bước hôm qua. Chú chạy đằng sau mấy cục đá này, chú núp đằng sau cục đá. Đây chú, để chú xúc cho cái cây. Trời ơi người chú nhỏ nhắn xinh xắn sắn để núp cây là chuyện bình thường. Thôi chạy ra đây vậy. Chú núp đây này nha. Thôi tốt nhất. Yeah. Tốt nhất là chú nên vào đây. Chú... Đợi tí nha. Ơ hình như Quân Hoàng là anh kết bạn rồi mà. Chú đứng đây nè, đứng đây nè. Đông nha, hai nè. Ba góc con người đứng chứ. Ấy, chị ép chị. Đừng chú đi tự chú nó thấy mình chú. Đâu, còn đâu. Đây, trên này. Cục đá ấy, chú. Chú hết mẹ máu rồi. Các bạn bên rồi, tí nữa. Chú hết mẹ máu rồi. Nè, rồi ok, xin. Đây. Chỉ có thằng ở trên. Thấy rồi.
Chú không có một cái bom keo nào luôn ý. Ôi trời ơi, nó ở dưới này. Nó ở dưới này. Nó múc chú, thằng mất dậy. Đang hồi máu. Từ chú. Đang hồi máu. Chú đựng lũ kìa. Đông. Chú gạt thằng này giùm cháu, chú gạt này giùm ôi cháu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chú. Có tí máu nào đâu mà bắn nó. Bắn nó được có cái à. Trận sau đi xe tiếp không chú? Anh cho độ chạy full 100 nữa. Như thế nào? Thôi cái gì, đang định bảo Đỗ Linh mẹ, nhìn Đỗ Linh gánh tin đây này, quay ra thì chết mẹ luôn. Độ chạy full à, độ chạy ở đâu nhỉ? Ê, mấy đứa bảo chú setting ấy coi. Chú cũng chưa biết về phần setting là nó như thế nào. Bước kêu mấy quả kèo này tí, lấy sọc đã. Ôi, được tẩu phim. Thôi, thấy mẹ rồi. Ôi, sao mà đặt bom keo nhanh lại hay vậy? Ôi kìa, ôi vãi lồn. Kiểu chúng nó hành rồi. Ôi, hảo. Chạy lên cái viên đá đi. Chạy lên viên đá đi. Đúng rồi, ánh của chú, đúng rồi. Rồi, quá giỏi luôn. Nhưng mà... ấy ra, ấy ra, vãi. Bạn ơi. Ánh siêu nhân, thôi. Kêu như nào? Độ dậy, độ nhảy đồng đầu tiên nó. Nhưng mà nó cũng bé, nó hay mà. Thôi, chấp nhận đi. Nếu mà team mình mà không có chú thì là top 1 đấy. Nhưng mà tự nhiên lại có chú thế là... Yeah, score bây giờ mới đồng cộng 51 này. Chứ hợp nhé, mấy bạn mọi người. Ok nha, cảm ơn anh nha. Bắt đầu là Quân Hoàng sẽ thay thế chỗ của anh nha. Ơ chú, iPhone 13 Google Max của cháu đây. Nhanh lên, chú đuổi mày rồi, biến đi. Hi. Ok. Nào. Quân Hoàng ơi, vào link Discord không? Vào Discord để nói chuyện luôn không? Để nghe luôn không? Để đỡ nghe like nó bị chậm ấy. Từ từ. Rồi luôn. Rồi. 444 này. 772 này. 0108. Crazy? Crazy hả? Mà xem một con cháy nó đang chơi vô gì lắm. À, mini war chứ. Lại mini war hả? Mình lười lắm, mình thật là sự là mình khá là lười cày game luôn. Rồi chị, hai đứa mình. Ok nào, vào game nào, lại nào, game lại nào. Ít ra mình có cái bộ đồ vớ vẩn để cho đỡ bị ngại chứ. Đi cùng toàn với đại gia rồi sao để chịu được. Chú hỏi xíu cho con cầm tắm nha. Quân Hoàng đồng ý chưa nhở? Nghe nào, Quân Hoàng ơi. Cái gì cơm tấm, cái gì mà tấm? Chú xí cho con cơm tấm nha. Ừ, được rồi. Nhưng mà không phải chú nấu đâu nha. Mà ăn vào bị đi ỉa ấy thì... À. Thì chắc là... không biết đâu nha. Địa chỉ thì... 63 tỉnh thành nha. Thế à, được rồi, 63 bát, ok. Merry Christmas, bác yêu, bác hai lô. Ai đây? Các bạn ấy chúc mừng Giáng sinh chú mà. Hôm nay chả nhận được cái Mấy bạn chúc mừng đi bếp. Ok, đây là Quân Hoàng nhá. Và chúng ta cùng đến với Quân Hoàng. Hoàng cái gì ấy Quân? Quên mất rồi. Hai thằng nãy bắn chú ấy. Bọn mất dậy. Dám bắn tao. Chú
chú bị làm sao ấy, chú bị giỏi ấy, chú bị giỏi ấy. Ờ, chơi nãy giờ toàn top 1, top 2 thôi. Ủa sao chúng bọn này nó có cái gì vậy? Giỏi luôn. Chúng nó fake mình luôn á. Rồi luôn. Mặc bộ đồ y hệt mình làm gì không biết. Ê này, mấy đứa nhớ vào. Ôi giời ơi, Merry Christmas bác yêu. À đủ. Vâng, nghĩa là trời. I'm the best. À đâu, chú là... Hôm nay làm gì có chú nào, hôm nay là ông già Loen. Ông già Loen là nhất. Các cậu à, chúc chê gì nhít mất mình y. Merry Christmas Hưng nhá. Hưng Giáng sinh vui vẻ nhá, team ninja. Không. Ủa. Con kêu mấy bạn chúc cơ. Thế á, các bạn chúc mừng sinh nhật Hưng, à nhầm Giáng sinh Hưng nào. Mình cứ nhầm Giáng sinh với sinh nhật. Sinh nhật không? Ủa, sao tìm trận lâu vậy? Đây là trận danh à, sinh tồn xếp hạng này. Thôi bắn sẽ xếp hạng được, sợ đếch kìa. Mấy đứa đánh giá xem trận này là người hay là máy đây. Con nghĩ là cả hai. Mình có mấy đứa không biết còn ai còn nghe livestream không ấy, nhưng mà còn ai đang xem livestream không ấy, nhưng mà mình có kênh Discord nhá, mời có thể vào Discord là nói chuyện cho nó dễ, qua game cho dễ nhá, chứ nói chuyện qua game nó hơi khó ấy, nó không thuần được nó. Nhưng mà chỉ được hai bạn thôi. Rồi sao mình lại làm cơ trưởng, đùa cái thằng gà nhất cứ để làm cơ trưởng. Thằng gà nhất cứ để làm cơ trưởng ấy, đùa luôn ấy. Mệt mỏi. Mệt mỏi. Có địch hả? Địch đâu, địch đâu? Sợ đếch gì mấy thằng địch. Chú là chú gánh hết, là chú cân hết. Ôi rồi luôn. Bốn người xem rồi. Bốn người xem là may ấy. Ơ, rồi ở đây xuống kiểu gì? Trời ơi, chú bị mắc kẹt rồi. Cứu. Help me. Rồi. Chơi khác. Xuống kiểu đéo gì? Rồi luôn, có người luôn. Bắn nhau đâu vậy? Mấy đứa bảo kê chú nha, chú không bắn được đâu. Bắn chúng nó là chúng nó chết tất đấy. Chú mà bắn chúng nó chết hết đấy. Đừng để chú bắn nha. Hello, hello Zen. Hello bạn Zen. Ừ, hôm nay mải bắn phai. Không chơi đơn quân nha. Mẹ. Chơi game phiêu lưu ấy, chú. Game gì cơ? Bảo game gì cơ? Phiêu lưu. Rồi, hai bạn kia bị bắn rồi. Chết rồi, súp cua ơi. Trời ơi, súp cua của chú. Chú sẽ ra trả thù cho súc cua hoặc là chết cùng. Chắc là chết cùng rồi.
Ừ nói vậy thôi ấy, bạn ơi bạn ơi. Sao bạn bắn tôi? Mẹ to mà. Mình còn chưa nhìn thấy nó đâu luôn ấy. Ok, boy. Ủa, hồi máu đi. Không có máu hả? Chú cũng không có máu, chú hết máu rồi. Hết mẹ máu rồi. Luôn ấy. Đó. Trời này tắt sớm. Quay lại đi, quay lại. Vội gì đâu. Rồi 13 trên 14. Úi là trời. 13 trên 14. Đứa lai bên này chứ không lai đâu nữa. Like TikTok. Ok. Ủa giờ dưới còn lại Thôi chuyện này không quan trọng, kệ nó đi, kệ nó đi, bỏ lâu rồi. Kệ nó. Vào 13 trên 14. Súp cua được 3 mạng. không Ai bắn không ghê nhất tim luôn. Ồ. Thôi kệ đi, không kệ đi. Đừng có quan trọng lắm rồi, việc danh dùng. Rồi mày mày cũng khoe đồ lót luôn hả, súp cua. Mày cũng khoe đồ lót luôn hả, mày mặc váy đi rồi mày hãng ngã. Đúng rồi. Ơi. Ờ bác. Thôi quan trọng gì, chơi chú bảo chơi thi hơn được mà. Buồn ngủ hả? Buồn ngủ Không, hả? Buồn ngủ thì ngủ trước đi. Quan trọng gì đâu. Có cái gì trời? Trời ơi Linh ơi, có mặc rồi á, mày mặc đi, mày mặc váy đi trời, chứ cả team có một đứa con gái mà mày mẹ mặc đồ ninja này thì lấy đâu ra hấp dẫn á. Trời, thế luôn chú thích đồ đồ chú mà chơi mấy cái game mà thật thật ấy. Chú kiểu gì chú cũng chọn gái. Xong chú phải bắt cái nhân vật đấy nó nằm ra xong nó bò nó trườn. Để sau thì chú nhìn từ đằng sau, kiểu chú nhìn nó từ trên xuống, từ đằng sau chú nhìn thì kiểu đít nó ngoáy ngoáy. À đù. Xinh. Ngon. Lêu lêu. Lêu lêu nhầm, lêu lêu. Ơi. Chú về đây à? Kệ cháu. Ủa? Chú đang cần nhân vật nữ, chú có bảo là là Linh đâu. Chú bảo nhân vật nữ ấy. Chứ Linh đâu quan trọng. Chứ đảm đang ghê. À ừ đúng rồi, chứ đảm đang viết liền không giấu. Rồi. Ơi. Mở lại được tập hợp được không? Mà like tốt tốt làm sao mà mở được, chú điện thoại chứ đang chơi điện tử đố à. Cháu mặc đồ gái cho. Nhân vật nào cũng được hết, chú chơi hết, nhìn hết. Đấy là phải có cái gì đấy nó cuốn hút được không, nó mới nổ. Ôi trời. Nó mới nổ. Chứ còn nhìn toàn đàn ông với nhau làm gì, đấu kiếm à. Đấu kiếm hả? Rồi trận này khác toàn người Đúng rồi. rồi. Ơi. Chế độ sinh tồn. Chiến đấu thật phong cách. Ơ, sao thiếu một người rồi? Ơ, thiếu một người nè.
Đây rồi, tôm vào đây rồi. Ừ, thấy thiếu thiếu. Thiếu là không được, đi chơi team phải có nhau. Nếu mà chẳng hạn thấy thiếu phát chú thoát lên luôn. Ờ, nói thế thôi chứ chắc được. Đã quan sát hả? Lên, nóc nhà. Rồi, mỗi đứa chỉ một nơi rồi biết đi đâu. Rồi, xuống đây quan sát nhá. Ủa, có địch kìa. Ồ, đủ. Đấy, có địch luôn trước mặt này. Giờ con giờ nhà đã ra được khẩu súng nào mà ammo. Ở đâu đấy? Chó bắn đâu vậy? Thế nó không biết nó bắn đâu luôn á. Rồi luôn. Trận trước thì 13, trận này thì 14 luôn. Đủ. Rồi, Super gánh tim. Súp anh tim tham đâu rồi ai biết. kệ rồi vui không sao, mình sẽ bàn luận về súp, mình sẽ vỗ tay cổ vỗ súp. Cố lên. Ê nó Linh ơi, nên nếu mà chẳng hạn nó chỉ cần vào được khoảng top 5 trận này nhá, hoặc là nó cứu được mọi người nhá, mọi người phải hô lên là I love you Linh nhá, hiểu chưa? Mọi mấy đứa phải I love you Linh, Linh đẹp trai. Rồi vừa nói xong luôn. Rồi vừa nói xong nó chết luôn. Ừ hay quá nhỉ. Rồi mày không có duyên với chú rồi Linh ơi. Mày không có duyên với chú rồi. Nhớ yêu ân bọn bắn ghê nhỉ. Ôi nghỉ hả? Nghỉ thôi. Cộng 20 điểm. Ui sắp lên hạng này. 13/14. Giống y hệt vừa rồi. Chán ghê. Chứ đừng nói thế chứ. Đừng nói thế nào. Em mày ngại hả? Trời ơi mày vừa bảo mày BD xong bây giờ mày bảo mày ngại. Ai bảo? Chú ơi. Ơi. Ai bảo? Nào sẵn sàng tiếp nào. Hả? Con tin tan nát. Nói xong kiểu bị thế nào hả? Nói xong kiểu tim nó rung động đập tình trịch. Tim nó kiểu nó đập trình trịch kia đúng không? Thế là run không bắn được hả? Trời ơi. Nào thế là cái đồ thôi rồi trêu thôi, sẵn sàng đi má, làm nó trận cuối là nghỉ nào. Nói chung mình không quan trọng về danh hay hạng nhất gì đâu nhá, mình đâu bắn cho vui thôi, đừng có quan trọng lắm, không quan trọng về danh dùng gì đâu, chơi là chơi thôi. Ê xin nghỉ rồi. Ê là Quân Hoàng nghỉ hả? Hoàng Quân quên Hoàng Quân. Rồi thế nằm ngã ngửa ra xem nào. Ờ để nhân vật nữ nhưng mà ngã ngửa ra xem nào. Chỉ thích mỗi động tác ngã ngửa thôi. Thề. Ừ nghỉ thôi không sao. Được chưa nào. Bây giờ để SS này. Sẵn sàng nhé, làm nốt trận cuối này.
người xếp hạng đều bắt được đâu. Ủa giờ chúng ta cái này xong rồi, giờ chúng ta sẽ ra bên top. Top top vừa live vừa lúc 8 giờ rồi. Đánh thường thôi nhá, đánh thường thôi. Bắn bắn danh nó có vẻ khó nhăn. Mới lại chú cũng chơi bình thường nữa, thế là thôi, cố gắng đánh thường thôi. Còn mấy đứa mà đánh hạng thì có thể tự rủ nhau chơi với nhau cũng được, chơi nó đỡ. Đấy, ông mấy đứa ba bữa lại bảo ôi địt mẹ thằng này bắn gà lắm, đéo chơi đâu. Ừ. Mình thì mình không chơi game này, không chuyên. Bắn thực sự là mình không quen. PUBG còn đỡ. Có gì là đỡ thôi đấy, chứ là vẫn là thực dạng cà gà. Ơ thôi, ném ông xịt. Ôi, hết mẹ quà rồi, đùa. Đùa lấy cái quà coi. Ủa, hả? Tó này tham ăn, tham làm. Được tham làm. Nốt trận này nhá, nốt trận này xong chỗ ảo livestream nhá. Rồi xuống sữa khu dân cư. Rồi hả? Thôi tao cũng ồ cái gì ấy? Ờ rồi. Ồ, chỗ này có vẻ ít người này. Trận này top 1 nha, cố gắng nha. Phụ kiện giáp chúng nổ là cái gì? Chú shipper chân chính ấy. Úi trời ơi, má nội này má rơi từ trên xuống luôn. Rồi đi cứu nha, đi cứu. Đánh bắn mà không có đồng đội, bắn chán lắm. Cứu. Hình như mình chơi cái này mình cần thầy cơ. Phải có thầy dạy một thời gian tầm tuần. Thế vừa nào đây bị bắn à? Nào để nó bắn cho túng đít đi. Nó còn đúng một máu á. Thế chả bảo chú. Để chú ra chú cùng nó bắn mày.
Ơ cái này là cái gì đấy? Ơ cái này là cái gì đấy? Cái gì vị trí, cái gì đã điểm ấy? Mình không thể quen được cái dùng à đủ. Sao bắn hay vậy? Chưa được tí đam nữa luôn. Chỗ đấy lút hết rồi má ơi. Lút hết đồ rồi. Ừ, xén xịn thế. Giống hệt xe của bạn Tôm vừa rồi. Map này có ít chỗ hồi sinh nhở? Chỗ có mấy... Chỗ này có một chỗ này. Nhưng mà vừa chạy rồi, vừa vào rồi. Trên này nữa thôi. Bạn ấy chúc mừng, mình chúc lại nha. Ôi, tối thứ bảy có kèo mắm tôm. Ăn mắm tôm. Ăn mắm tôm tẩm kinh khủng được. Cái kèo ăn mắm tôm này tẩm lắm. Không biết là mình có làm được không đây. Trời ơi. Cứ để nó cắn này á. Chết rồi chú, nhỡ nhấn vào like rồi. Bỏ được không? Bắn kiểu này ai like?
Bỏ được không? Cái gì vậy chứ? Ở đây rồi. Tôi vào bo luôn vậy. Không vào bo chết. Bắn cho thấy bầm luôn. Ơ sao mình không vào bo luôn? Chứ một mình chú làm sao mà chú dám sống? Trời! Em không chơi đâu. Ừ bây giờ đi rút xác. Thì thấy có cái xác nào quanh đường, lấy luôn đó. Chưa, vẫn đang chơi mà. Ủa sao mấy đứa có thể liều mạng đứng ở ngoài đấy được nhỉ? Chú vào ấy, chú bị điên đi đâu đứng ở ngoài đấy. Đây có thùng chính rồi, lấy luôn. Ngon quá đi. Chú không cảm ơn con. Ở trên cái phần livestream ấy, bây giờ nó có cái chữ cảm ơn luôn rồi. Nếu mà chẳng hạn chú có nhỡ quên không cảm ơn thì hoặc là chú không nghe thấy cái tiếng like ấy thì nó sẽ cái màn hình nó sẽ có chữ cảm ơn luôn. Chết rồi. Ê lấy súng thính này. Ô cái màu đỏ kia là cái gì? Em ơi có ai biết cái màu đỏ kia là cái gì không? Cái bên hiểu nhìn như cái thính ấy nhưng mà nó màu đỏ ấy. Con không biết. Thế hả? Để chú cũng chịu luôn. Có chơi là mình không biết. Nhìn như cái thính ấy. Nhưng mà thính này xịn sò lắm. Đang gờ luôn. Được mấy xu rồi chú? Chết rồi. Cũng chả nhớ lắm. Chả biết đâu. Không biết xem đâu. Bọn nó bắn nhau từ nãy giờ.
không kéo. Ôi bom rồi thế mà không chết. Cái gì vậy? Rồi, hồi sinh được bạn rồi, mình biết hồi sinh rồi, quá giỏi. Ui, sao mình công nhận mình giỏi thế nhỉ? Nói chú cứ chơi Fortnite chú. Cái gì, chơi cái gì? Fuckboy là cái gì? Fortnite. Cái gì, fuck cái gì? Sao lại fuck nhau ở đấy? Ủa? Fortnite. À Fortnite. Ơ đù. Đi là bắn mình nhỉ? Fortnite thực ra là Fortnite hình như phải mua hay sao ấy. Chứ không tự dưng mà chơi được đâu. Ơ đù, đâu vậy? Mình còn không nhìn thấy nó luôn ấy mà nó bắn chết mình dễ hiểu luôn. Vãi luôn, ở đâu không biết. Ở đâu trên đồi bên đấy thôi. Đúng ở đâu trên đồi bên đấy thôi. Không nhìn thấy nó luôn. Chó này. Đấy đấy. Ê, con này nó bắn. Cái thằng đĩa nó bắn cái gì mà ghê nhỉ? Giờ lại nó còn đúng một máu nữa hả? Oh wow. Và bắn kiểu gì hay nhỉ? Mình chịu, mình không thể làm quen được với game này. Có những cái nó tự động bắn hay tự động ngắm nhưng mà không chưa kiểu mình chưa biết nên chưa áp dụng được. Ủa ngắm X8 cơ mà. Ôi vãi luôn. Vãi. Vãi đại. Vãi đại. Bye bye chị Đỗ Linh nha. Ok mai chơi. Ok mai chơi. À, mai có thể chơi game khác. Chơi có thể chơi Roblox chứ chưa chắc đã chơi game này. Chú ơi lâu rồi chưa chơi dễ và đoán á chú. Lâu gì mới được 2 tuần. Ơi nghỉ nha anh offline bây giờ đây. Off giờ đây. Rồi chơi hôm nay thế là vui rồi. Thế này thế được rồi. Tuy chưa kiếm được người yêu nhưng mà thôi. Gì cười cái gì? Ủa bác gì mày cười? Mày vào đây mày làm mày thích có muốn kiếm người yêu không? Để chú cho mày một đứa này. Hưng sẽ đi mối. Hả Hưng sẽ đi mối ở không liên quan, chú không bảo mày làm người yêu ai đâu. Không, mẹ con không có nhu cầu có người yêu đâu. Đi mối
Cái mối có biết là thế nào? Là giới thiệu người khác cho người ta. Mình giống như bà mối không? Mối bà mối vậy đó. Hiểu không? Trời, đúng là ai bảo gì đâu mà không có nhu cầu. Tưởng là bắt con yêu cũng lắm. Ai à? Ai ai biết? Để xem coi. Để xem nào. Để xem người xem của chú là có những đứa nào nè. Chú từ từ hãy tắt ra. Để xem nào. Ê Linh ơi, vào tải Discord đi. Tải Discord bao giờ rảnh rảnh lên Discord nói chuyện. Chứ nói chung là mình là chú xây dựng một cộng đồng. Chứ cũng không hẳn là chú lên để nói, để kiếm chác hay gì cả. Rồi, off đây, nghỉ, hết người coi rồi. Hết người coi rồi. Off nhá.